Chúng tôi ôn lại cái chương qua, sở dĩ chúng tôi ngưng lại ít lâu là tại vì chúng tôi phải mở nên tôi coi bài đó. Tôi ôn lại cái bài giảng quan chút xíu, 5 phút thôi. Đó là vạn hữu trong vô lượng vũ trụ, trong đó cái phần chính yếu là chúng sinh, phải nói như vậy. Vạn hữu tức là tất cả mọi thứ ở đời đó, từ cây cỏ đất đá, núi sông, mặt trăng mặt trời, tinh tú, thì gọi là vạn hữu trong vô lượng vũ trụ. Thì cái phần chính trong đó chính là chúng sinh. Mà nói tới chúng sinh ấy, là phải nói đến cái khổ và lạc. Mà nói đến khổ lạc ấy, thì phải nói đến thiện ác. Thiện thì tạo ra cái lạc, hỷ lạc, còn cái ác tạo ra cái khổ ưu. Mà Đức Phật dạy rằng trong thế giới này mọi thứ ở đời đều do duyên mà có, và mọi thứ trong đó đều là cái duyên cho nhiều cái thứ khác. Và ở đây ngài dạy rằng hãy nói đến từ đoạn 6 tới đoạn 9, hãy nói đến thiện ác, hãy nói đến chúng sinh thì dứt khoát không thể không nhắc đến năm uẩn. Như vậy thì trong cái chương, trong cái phẩm tướng này nè, ngài nói hai chuyện rất là quan trọng. Thứ nhất là mọi thứ do tương duyên. Cái gọi là chúng sinh thiện ác bụi nó chỉ gói gọn lên trong năm uẩn, và năm uẩn chính là 12 xứ, mà 12 xứ chính là 18 giới. Ở trong đây có nhiều người sơ cơ họ không biết 12 xứ là cái gì, thì tôi nói rõ 12 xứ tức là 6 căn 6 trần nha. 6 trần tức là 6 cảnh, 6 căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, còn 6 cảnh là sắc thinh khí vị xúc. Thì vô lượng vũ trụ, vô lượng vũ trụ, vô lượng chúng sinh, tất cả chúng sinh trong đó không nằm ngoài con số 12 này. Nhiều lần và rất nhiều lần tôi đã nói như vậy. Từ một cái hạt cát cho đến mặt trời thì coi như là không có cái gì mà nó nằm ngoài 6 căn 6 trần hết. Một bản thân nó đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý, còn nếu không thì nó cũng là đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Xa như mặt trời, hoặc là xa đến những cái vũ trụ cách mình mấy tỷ năm ánh sáng, thì tuy nó không có nằm ở trong cái biết của 6 căn, của 5 căn vật chất, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái căn thứ 6, đó là ý căn. Tức là chúng ta vẫn nghĩ tưởng về những cái vũ trụ xa xôi ấy bằng cái tâm thức của mình nha. Không có cái thứ gì trong đời này mà lại không có thể bị tâm biết. Không có thứ gì trong đời này lại không là đối tượng của tâm nha. Như vậy thì toàn bộ vũ trụ với vô lượng chúng sinh trong đó chỉ gói gọn trong trong gọi là năm uẩn cũng được, mà mình chia thành 12 xứ cũng được, hoặc là mình chia thành 18 giới cũng được. 18 giới đây tức là 6 căn 6 trần và 6 thức. Khi mà chia như vậy thì nó rõ hơn. 6 căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, còn 6 trần tức là sắc thinh khí vị xúc, còn 6 thức là cái biết của 6 căn đối với sáu trần tức là sáu thức, sáu trần tức là sáu cảnh đó. Như vậy tôi nhắc lại, ngài dạy rằng là toàn bộ vũ trụ này chỉ có thiện ác buồn vui thôi, chỉ có thiện ác buồn vui, và thiện ác buồn vui ấy hoàn toàn là do các duyên tạo nên. Và đã nói thiện ác buồn vui thì không thể nào là không nhắc đến uẩn xứ và giới. Còn đế là gì? Đế ở đây có nghĩa là khổ và tập đế, tức là tất cả mọi chúng sinh trong đời này, tất cả mọi thứ trong đời này đều không nằm ngoài khổ và tập. Trong cái dòng chảy sinh tử miên việt bất thoái đó, thì chúng ta chỉ quẩn quanh trong khổ và tập. Tập đế, khổ đế là mọi hình thức hiện hữu, còn tập đế là niềm đam mê trong bất cứ cái gì trong đời thì đều là tập đế hết. Và chúng ta cứ do thích mà mới có đầu thai, mới có tái sinh, cứ như vậy nha. Còn cái diệt đế đó là từ vô thủy luân hồi chúng ta chưa từng biết tới, mãi cho đến khi chúng ta có một chút duyên lành biết được Phật pháp, chúng ta mới hiểu rằng là hình thức hiện hữu nào cũng là khổ hết đó. Chúng ta mới bắt đầu dốc lòng tu tập để mà không có tiếp tục sanh tử nữa, không có tiếp tục hiện hữu nữa. Và cái con đường mà dẫn đến sự chấm dứt sanh tử ấy nó nằm ở đâu? Dạ thưa, nó nằm ngay trên chính tấm thân sanh tử này.
ngày xưa ngay trên chính tấm thân sanh tử này, ngay trên chính tấm thân năm uẩn này, ngay trên tấm thân sáu căn này, chúng ta thích cái này ghét cái kia là vì sao? Là vì chúng ta nghĩ đến một cái tôi, một cái của tôi, nghĩ đến cái này ngọt, cái kia đắng, cái này thích, cái kia ghét. Bây giờ biết Phật pháp rồi, mình thấy tất cả ngọt, đắng, ghét, thương, tất thảy đều là khổ, gián hoặc là trực tiếp mà thôi. Bản thân cái nhận thức này được thể hiện cụ thể qua cái pháp môn tứ niệm xứ. Thì ngay bản thân cái con đường hành trì tứ niệm xứ ấy được gọi là đạo đế. Khi nào công viên quả mãn, ba la mật chín mùi, ba la mật tức là các cái công đức đời trước của mình mà nó đủ sâu dày để mà nó trợ duyên cho cái trí tuệ thánh nhân xuất hiện, thì ngay trong cái giây phút mà gọi là lìa bỏ tham ái đó, cái trạng thái mà lìa bỏ tham ái đó được gọi là diệt đế. Như trong kinh đã nói, ái tận là niết bàn nha, hữu tận là niết bàn, thủ tận là niết bàn, phiền não tận là niết bàn. Cái là trong chính kinh chứ không phải là cho chúng tôi nha. Ái tận là niết bàn, tức là sự chấm dứt phiền não, cái trạng thái đó nó được gọi là niết bàn. Còn cái trạng thái đó, cái cảm giác đó ra sao á thì chỉ có thánh nhân thì mới thấy thôi. Nhưng mà mình chỉ cần hiểu đại khái là vì đâu mình khổ và khổ là gì. Ngày xưa giờ mình chỉ biết cái khổ mà gọi là khổ thô thiển, khổ do sức khỏe, do tai tiếng, do tài chánh, do thị phi, do khổ, do bệnh hoạn, do già nua, do chết chóc, do sợ hãi, do bất mãn, đó là khổ thô. Còn cái khổ vi tế đó, có nghĩa là cái sự vô thường của những cái cảm giác dễ chịu, nó cũng là khổ. Bản thân cái cảm giác khó chịu là khổ đã đành rồi, mà đến cả những cảm giác dễ chịu nó cũng là khổ. Là vì sao? Là vì không có cái cảm giác dễ chịu thì làm gì có cảm giác khó chịu. Không biết trong rừng có nghe kịp không? Cảm giác dễ chịu là gì? Tôi ví dụ như là mát, mát mẻ, ấm áp. Thì chính có cái ấm áp, có cái mát mẻ thì nó mới có cái nóng nực và lạnh giá. Giá, các vị làm ơn nhớ dùm cái đó. Không có ấm áp thì làm gì có lạnh giá, và không có gọi là nóng bức thì làm gì có mát mẻ. Không có mát mẻ thì không có nóng bức. Hai cái này nó dựa vào nhau nha, nó dựa vào nhau từng cặp, đêm tạo ra ngày và ngược lại, trắng tạo ra mới tạo ra đen và ngược lại, thích và ghét tạo ra nhau và ngược lại, sáng tối xa gần, cao thấp, sâu cạn rộng hẹp, có nghĩa là tụi nó đi từng cặp từng cặp từng cặp như vậy nha. Đó, thì chính vì cái vị hành giả tu tứ niệm xứ bị đó thấy rằng toàn bộ thế giới này do các duyên mà có, các duyên vô thường thì sản phẩm của chúng cũng là vô thường. Thứ hai, tất cả mọi thứ ở đời là khổ. Là vì sao? Là vì cái đắng nó ngọt nó là khổ, cái đắng nó khổ đã đành, mà cái ngọt nó là cái nền cho cái đắng. Như vậy thế giới này là khổ, nhiều thấy nó lúc về lúc khác đó là vô thường, mà nó bất toại nó là khổ. Rồi vô ngã là sao? Vô ngã có nghĩa là mọi thứ do duyên mà có, duyên tụ, duyên tán, duyên đến, duyên đủ thì có mặt, duyên hết, duyên tan thì nó mất. Ở đây không có một ông A, bà B, ông C, bà F nào hết, mà ở đây là chỉ có là sự có mặt của chư duyên nha. Như vậy đó gọi là vô ngã. Vô ngã ở đây không phải là nothing, không phải là không có gì, mà là không, không có ai, nobody. Đấy. Thì ôm lại cái bài học hôm qua trong vòng 5 phút, bây giờ sáng nay mình học tiếp, mình học tiếp qua cái phần khác. Của phần khác đó là phẩm các pháp. Các pháp ở đây gồm có hai, ngày kể một loạt. Tại sao mà ngày kể một loạt ở đây? Là bởi vì đây là những, tôi nhắc lại tại sao ngày kể từng cặp như vậy là sao, là bởi vì ngày gom lại những cái bài giảng, những cái vấn đề sâu sắc ở trong cái con đường tu học. Nhiều khi chỉ gom là còn có hai vấn đề thôi, chẳng hạn như tôi đọc từ trên xuống nè, thí dụ như là thế nào là hai pháp, đó là tâm giải thoát và tuệ giải thoát, đó là một cặp. Cặp thứ hai là tinh tấn và nhất tâm, thứ ba là danh và sắc, thứ tư là minh và giải thoát, rồi hữu kiến và vô hữu kiến, vô tạm vô quý. Tại sao ngày chia từng cặp như vậy? Là bởi vì nếu một người mà hiểu giáo pháp sâu rộng
không? Sâu rộng, hai chữ này tôi nhấn mạnh, đủ sâu đủ rộng thì là một một cặp về là đủ tu rồi quý vị. Tôi còn tính sắp tới để bên Houston tôi mời về làm một lớp học nữa, và hôm đó tôi giảng về 24 duyên. Bên Virginia tôi giảng về 13 pháp chế định, là một cái đề tài mà những người học A Tỳ Đàm nghe loáng thoáng chứ không có mấy khi mà học kỹ. Riêng cái trường hợp kỳ rồi ở Virginia đó là tôi giảng là mất mấy ngày trời đó cho cái 13 pháp chế định, rồi tôi về Houston đó, tôi lại làm một cái kỳ tích khác. Cái đơn giản đó thì tôi lại kéo dài ra ở Virginia, như vậy Houston thì cái dài tôi rút ngắn lại, đó là tôi giảng về 24 duyên. Thì ở đây tôi nhắc lại chỗ này cũng vậy, nếu mà đủ sâu và đủ rộng đó thì chỉ một cặp này thôi, một cặp danh và sắc, học sâu học rộng đủ để thông suốt tam tạng và đủ để chứng đắc thánh trí. Chỉ hiểu sâu cái chữ minh là gì, giải thoát là gì, chỉ hiểu sâu hữu kiến và vô hữu kiến là gì, chỉ cần hiểu sâu cái vô tàm vô úy là gì, chỉ một cặp này thôi, nếu mà hiểu cho tới nơi tới chốn là đủ rồi nha. Thôi thì bây giờ tôi bắt đầu vô buổi giảng nha. Tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tâm giải thoát tiếng Pali gọi là Chetu Vimutti, tuệ giải thoát là Panya Vimutti. Chỉ riêng cái đoạn số 1 này cũng là cái lý do vì đâu mà chúng ta cần có cái lớp kinh tạng, là bởi vì phần tử mình chia ra, thông thường chia ra hai phe. Phe một không biết gì hết, số này chiếm đại gọi là tuyệt đại đa số, gặp mấy cái chữ lạ này là coi như làm lơ. Vô chùa thì chỉ biết bố thí phục vụ rồi lễ bái tụng niệm rồi là giọt mắt, cho nên cái hạng một là không biết gì. Hạng thứ hai đó là biết phiến diện, có nghĩa là có đọc ở đâu đó, có nghe ở đâu đó về mấy cái vấn đề giáo lý này, rồi cho rằng đó là tất cả, đó là chân lý nha. Trong khi cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát này, cái nghĩa nó đôi khi ở nhiều chỗ nghĩa nó có khác nhau nha. Làm ơn nhớ dùm cái đó. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe? Dạ rồi. Cái tâm giải thoát á, có chỗ nghe chậm chỗ này nha, có chỗ là có những một số bài kinh ấy, cái tâm giải thoát là nó chỉ cho cái đạo quả mà của cái người, đạo quả mà của cái người mà còn từng đắc sơ nhị tam tứ thiền sắc và vô sắc giới, nói theo cái từ của dân A Tỳ Đàm đó, trong nước đó, thì gọi là thiền thiền ước đó. Gọi là đạo quả ước, có nghĩa là trong, tại vì sở dĩ có chữ ước đây là bởi vì trong tiếng Pali nó có cái chữ khô xúc khác, xúc khác vipassaka, có nghĩa là có những hành giả đó là, các vị còn nhớ các loại hành giả sau đây hay không? Loại thứ nhất đó là hành giả tu quán trước rồi chỉ sau, tức là vipassana trước rồi samatha tu sau. Có hạng hành giả samatha tu trước rồi vipassana tu sau, tức là tu chỉ trước rồi quán sau, quán trước chỉ sau. Hạng thứ ba đó là chỉ quán song tu, tức là tu cùng một lúc, tức là cùng một lúc nha, cùng một lúc chỉ quán song tu. Rồi cái hạng thứ tư là thuần quán, gọi là xuất thát vipassana hoặc là xuất thát vipassaka, có nghĩa là cái pháp môn mà tập trung tới một xứ không có đính kèm cái thiền chỉ thì gọi là xuất thát vipassana. Còn đương sự cái hành giả mà hành trì cái pháp môn mà thuần túy đó thì gọi là xuất khẩu vipassaka. Nhớ cái đó. Thì cái tâm giải thoát ở đây đó là có chỗ là ám chỉ cho cái đạo quả của cái người mà từng chứng thiền, còn cái tuệ giải thoát là chỉ cho cái đạo quả của cái người mà không từng đắc thiền nha, tức là họ chỉ tập trung họ tu tứ niệm xứ rồi họ đắc sơ nhị tam tứ quả trên thời Bỉ La Hán, chứ họ không có thiền định, họ không có thần thông. Thiền định ở đây có nghĩa là họ không có đắc thiền ấy, chứ còn không phải là họ thiếu định nha, nhớ nha, họ không phải họ thiếu định, thiếu định làm sao đắc, nhưng mà họ không có từng đắc thiền các cái tầng như là sơ nhị tam tứ trở lên đó, thì gọi là cái người đó mà khi họ đắc quả nó được gọi, cái đạo quả của họ được gọi là tuệ giải thoát. Tuy nhiên ở trong cái đoạn kinh này đó thì cái tâm giải thoát á, là ám chỉ cho cái định ở trong tâm thánh quả, làm ơn ghi rõ giùm tôi nha. Cái tâm giải thoát ở đây thì chỉ cho phá la samma thi, tâm giải thoát ám chỉ cho cái định ở trong thánh tâm thánh quả.
Còn cái panya vimutti tức là cái tuệ giải thoát ở đây đó thì ám chỉ cho cái trí tuệ ở trong tâm thánh quả, làm ơn ghi giùm. Tâm giải thoát ở đây, thêm chữ ở đây nữa. Tâm giải thoát ở đây là ám chỉ cho định, tâm sở định ở trong tâm thánh quả. Còn cái tuệ giải thoát ở đây là ám chỉ cho những cái trí ở trong tâm tâm sở trí ở trong trong tâm thánh quả, nhớ nha. Cho nên đừng có mà biết một chút này rồi coi đó là toàn bộ vũ trụ, cái đó kẹt lắm, cái đó kẹt lắm. Tức là mình gia tài mình chỉ có một cây thước, cái nào mình cũng xách cây thước cái nào mình đo thì kẹt lắm. Bởi vì các vị biết thước nó có nhiều loại, thước có nhiều loại và có nhiều kích cỡ khác nhau, chiều dài ngắn khác nhau. Mình có một cây xách đi đo tùm lum là cũng được. Rồi như vậy là mình biết sơ sơ biết về hai cái đó. Bây giờ tiếp theo đó là tinh tấn và nhất tâm. Hồi nãy tôi mới vừa nói xong, tại sao mà vấn đề tu tập, bao nhiêu vấn đề tu tập mà được gom nó thành từng cặp vậy là sao? Là bởi vì nếu hiểu tới nơi tới chốn, hành trì tới nơi tới chốn, thì một cặp này nè là cũng đủ rồi. Ở đây tinh tấn mà nhất tâm, tinh tấn ở đây tức là tinh cần, là chánh tinh tấn đó. Còn nhất tâm ở đây là chỉ cho định. Có nghĩa là nếu một người mà ba la mật mà đầy đủ đó nha, thì chính cái định đó nó sẽ duyên cho tuệ đó. Mà hành trình nào đi nữa không thể thiếu tinh tấn nha, dầu đó là cái con đường đắc chứng tu hành của vị chánh đẳng chánh giác độc giác hay là thinh văn giác, tất thảy đều là phải cần đến tinh tấn. Cho nên cái tinh tấn ở đây mình miễn bàn, bởi vì nó là cái nền dứt khoát tuyệt đối cần thiết nha. Riêng cái nhất tâm là sao, tức là anh muốn thành tựu bất cứ một cái điều gì trong đời hay là trong đạo mà anh không có khả năng tập trung tư tưởng đó ha. Từ một cái bà mẹ già ngồi đan áo cho con ha, cho đến một bà ngoại bên đèn khuya leo lét mà ngồi vá áo cho cháu, cho đến một cái vị giáo sư trên giảng đường đại học, một nhà nghiên cứu ở trong cái phòng thí nghiệm, cho đến một cái ông thầy tu ở trên núi cao rừng thẳm, một học giả trước một cái đống cổ thư dày cộm, thì tất thảy những đối tượng ấy đều không thể thiếu cái khả năng định tâm nha, nhớ nha. Một cái người nội trợ ngồi vá áo đó mà thiếu định tâm thì là vá lộn nha, vá lộn. Cho nên nó là phải có cái định tâm, chứ bởi vì định là nó năng sinh tuệ. Mà đối với người có duyên có trí thì họ chỉ nghe như vậy họ hiểu rồi. Cũng giống như mình một đứa bé đó, mà đứa bé mà nó nghe má nó nói là không có tiền không làm ăn được gì hết, là nó nghe vậy nó hiểu là tiền là tất cả. Rồi một một lúc khác nó nghe má nó nói không có sức khỏe là không có gì hết, nó lại hiểu là sức khỏe là tất cả. Sai, tùy chỗ chỗ nào má nói tiền là tất cả, không tiền là không làm được gì, chỗ nào má nói không có sức khỏe là không làm được gì thì tùy chỗ mà má nói. Mình không thể nào hồn nhiên mình ôm một câu của má rồi mình cho rằng đó là toàn bộ vũ trụ là sai nha. Làm ơn nhớ giùm cái này, làm ơn nhớ giùm cái này nha. Tùy chỗ, có chỗ thì học thức là quan trọng, có chỗ tiền bạc là quan trọng, có chỗ sức khỏe là quan trọng, có chỗ quan hệ xã hội là quan trọng, nhưng cũng có chỗ ngoại hình nhân dáng là quan trọng. Chứ còn mà học thức cho nhiều, tiền bạc cho nhiều, quan hệ xã hội cho nhiều mà trong khi xấu quá thì làm sao là người mẫu, làm sao làm hoa hậu, làm sao làm diễn viên nha, tùy chỗ ta nói. Cho nên ở đây là nếu mà hiểu cho tới, hành cho tới thì chỉ riêng cái tinh tấn và nhất tâm là đủ, là cái hành trình giải thoát. Rồi tiếp theo danh và sắc. Danh và sắc là toàn bộ bản chất của vô lượng vũ trụ, tất thể những gì thuộc về tâm thức là danh. Gián hay trực tiếp, tất cả những gì thuộc về vật chất thì gọi là sắc nha. Mà tại sao hai cái này gọi là pháp tu, là vì sao? Là vì đối với một hành giả hiểu tới nơi, hành tới chốn thì là chỉ riêng cái khái niệm, ý niệm, nhận thức về hai cái này cũng đủ rồi. Thậm chí ở trên cõi trời khi Đức Phật ngài giảng, giảng không cần giải thích, ngài chỉ nói là tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký là hàng triệu vị trời đắc đạo. Vì sao? Là vì họ nghe như vậy họ thấy ê chề. Mà đôi khi mình nghe mình rất quớt, nhưng mà họ nghe họ thấy ê chề. Ê chề chỗ nào?
Ồ, thì ra từ đó đến giờ tôi tưởng tôi ngon lắm nha, tôi tưởng tôi là ông này bà nọ, nhưng mà đến hôm nay đó thì thế tôi cũng nói rằng thế giới này nè nó chỉ gồm có gọi là tất cả pháp thiện, bất thiện và vô ký thôi, tức là có những cái ác cái lành rồi có những cái không ác không lành, chứ còn không có cái ông A bà B nào ở đây hết, tất cả đều là khổ hết, niềm đam mê nào ở trong mấy thứ này cũng là khổ. Vì vậy chỉ riêng cái tam đề thiện cũng giúp cho hàng triệu vị trời đắc đạo nha. Thì ở đây cũng vậy, cái danh sắc mà hiểu tới nơi mà hành tới chốn, hành giả luôn luôn tâm niệm rằng cái gọi là tôi ta ông A bà B nó chỉ là danh và sắc thôi. Danh tức là tâm thức luôn luôn vô thường, lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui. Còn sắc ở đây chỉ là bốn đại đất nước lửa gió và 24 sắc, 24 thứ vật chất đi ra từ chúng nha. À, chỉ vậy thôi mà nói cho sẵn này tôi ôn luôn cho mấy người ai thì làm lơ mơ. Danh là gì? Danh là gồm có tâm và tâm sở nha. Mà tâm ở đây đó, người học ở Tỳ Đàm mà lơ mơ đó thì nói là có 121 tâm, hoặc là 89 tâm. Nhưng nếu học kỹ chúng ta sẽ thấy rằng mỗi con số như vậy chỉ là tương đối thôi. Tương đối là sao? Có nghĩa là tâm có thể kể là 121 cũng được, cũng có thể kể là 89 cũng được, cũng có thể kể là 6, 6 thức cũng được. Thậm chí tâm có thể kể là một cũng được, đó là sự biết cảnh ha. À, còn cái tâm tâm gì để dựa vào ba ba cái tiêu chuẩn sau đây là mang ghi dùm. Tâm khi được kể là một á, chỉ có nghĩa là sự biết cảnh, là mang ghi dùm tôi đi. Làm ơn ghi dùm, tâm á, được kể thành nhiều cách, nhưng mà khi được kể là một á, thì nó chỉ có nghĩa là cái sự biết cảnh thôi. Tâm có thể kể thành nhiều cách, ghi như vậy, tâm có thể được kể thành nhiều cách, nhưng khi được kể là một thì chỉ là sự biết cảnh thôi. Alo, các vị còn nghe không? Rồi. Dạ rồi. Rồi biết cảnh. Rồi xuống dòng các vị ghi thêm cái này. Sở dĩ tâm được phân loại là thiện ác phàm thánh dục thiền. Sở dĩ tâm được phân loại là thiện ác phàm thánh dục thiền, dục tức là tâm dục giới, thiện là tâm đấu đại đó. Sở dĩ tâm được phân loại thành thiện ác phàm thánh dục thiền, thì dựa vào ba ba làm ơn phải 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 dùm nha, làm ơn phải dùm thiện phải ác phải phàm phải thánh phải dục phải, là dựa vào ba cái khía cạnh sau đây. Sở dĩ tâm được phân loại thì nè, thiện ác phàm thánh được dựa vào ba cái khía cạnh trên đây. Một là cái tâm ấy dựa vào cái trần nào trong sáu trần. Số một, tâm ấy dựa vào trần nào trong dựa vào căn nào, dựa vào căn nào trong sáu căn, xin lỗi, tâm ấy dựa vào căn nào trong sáu căn. Rồi số hai, tâm ấy biết cảnh nào trong sáu cảnh. Đó, nó tâm chỉ là biết thôi. Là từ đây nó mới bắt đầu chia ra là 121 rồi 89 rồi 6 tùm lum trên số số đó là biết. Rồi số 3. Tâm sở nào đi cùng tâm ấy? Tâm sở nào đi cùng tâm ấy? Sẵn này tôi ôn lại cho mấy người sơ gơ không biết gì nha. Tức là được gọi là tâm thức hay là phần hồn của mình á, cái phần tâm linh, cái phần tinh thần của mình á, nó chỉ gồm có hai, một là tâm là sự biết cảnh thôi. Nhưng mà cái phần thứ hai mới ghê, đó là cái thành phần, cái cấu tố, cái thành tố đi cùng với cái tâm ấy, đi cùng với cái biết ấy đó. Thì như vậy được gọi là danh pháp, tức là thành phần tinh thần hay là phần hồn của chúng sanh đó, nó gồm có hai, một là tâm cộng với cái gì, tâm tâm cộng với tâm sở. Tâm sở, tâm nó giống như nước, còn tâm sở thì giống như những cái phụ liệu gia vị. Ví dụ như nước chanh thì là nước riêng, nước là cái tâm á, còn tâm sở đây là gồm có chanh, gồm có đường và một tí muối nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Thì như vậy nếu mà gọi là tâm á, thì mình vẽ cái bản đồ trước mặt mình. Tâm rồi được gọi là danh, ở đây nó gồm có tâm là số 1, một tâm cộng cộng với cái gì,
cộng với 13 tâm sở trung hòa. 13 tâm sở thì bắt buộc lúc nào cũng phải có, bởi vì nó là những thuộc tính bắt buộc phải có ở một cái tâm. Nhớ nha, 13 tâm này gọi là 13 tâm trung hòa, có nghĩa là tâm thiện, tâm ác, tâm phàm, tâm thánh gì đi nữa cũng phải nhờ đó, cũng phải có mặt của 13 cái tâm sở này hết rồi, nha. Như vậy thì tâm cộng với 13 tâm sở trung hòa, rồi cái gì nữa, cộng với 14 cái tâm sở bất thiện. Như vậy thì 1 cộng 13 cộng 14 bằng tâm bất thiện. Rồi xuống hàng, 1 tức là một tâm á, cộng với 13 tâm tâm sở trung hòa cộng với 25 tâm sở thiện, thì nó thành ra là tâm thiện. Chỉ vậy thôi, làm ơn ghi giùm tôi nha. Một tâm, đã chữ một tâm cộng với 13 tâm sở trung hòa cộng với 14 tâm sở bất thiện bằng tâm bất thiện. Rồi rồi xuống hàng, một tâm cộng với 13 tâm sở trung hòa cộng với 25 tâm sở thiện, thì nó thành ra là tâm tâm thiện. Nhớ bao nhiêu đó tôi. Nó như vậy đó, tức là 1 cộng 13 cộng 14 là bằng bằng ác, 1 cộng 13 cộng 25 bằng thiện. Rồi xong đó, thì nguyên một cái khối này nè, nguyên cái hai cái hàng này cộng lại gọi là danh pháp. Làm ơn nhớ giùm nha, hai cái khối này cộng lại được gọi là danh pháp đó quý vị nha. Thì chính vì có cái tâm bất thiện này nè, nó mới tạo ra bao nhiêu cái khổ ưu của thân của tâm đó. Rồi bây giờ xuống hàng ghi giùm, tâm bất thiện á, thì nó tạo ra khổ ưu cho tất cả chúng sanh, tâm thiện thì nó tạo ra hỷ lạc cho chúng sanh. Tôi cố gắng làm sao mà tôi biến cái A Tỳ Đàm và cái tứ niệm xứ nó gắn chặt vào trong cái nhận thức Phật pháp giáo lý của quý vị, để quý vị trong rung gọi là dốt đặt cán cuốc, gọi như dốt như lá me lá mít vẫn có thể học được nha. Thì ở đây hai cái khối này cộng lại gọi là danh pháp. Thì là mình là được gọi là tâm bất thiện tạo ra khổ ưu, mà tâm thiện tạo hỷ lạc. Trúng 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 ghi như vậy. Và toàn bộ thế giới này nó chỉ nằm ở trong cái gọi là thiện ác buồn vui. Cái này tôi nhớ tôi nói riết mà tôi quê luôn á. Có bao nhiêu đó thôi, cứ thiện ác buồn vui. Rồi buổi sáng thay vậy đi hát, sáng đi vô nhà tắm thay vì hát tầm bậy tầm bạ cứ hát cái câu này: thiện đời này á, là nhân vui đời sau, ác đời này á, là nhân khổ đời sau, vui đời này á, là quả của lành đời trước, mà khổ đời này á, là quả của ác đời trước. Cứ như vậy đó. Rồi, bây giờ các vị không có thấy xài được đâu, mai này khi mình đi tu tứ niệm xứ mình mới thấy. Khi nào mình cần á, mình thấy một cái tâm bất thiện nó xuất hiện, mình có thể ghi nhận đây là tâm ganh tị, đây là tâm quẫn sẻn. Còn không đó, mình có thể nhận diện thiện nhân khổ đời sau. Nó vừa xuất hiện là biết đây là bất thiện nhân khổ đời sau, nó vừa xuất hiện là biết liền đây là tâm thiện nhân vui đời sau, nó vừa xuất hiện biết là đây là quả khổ của từ cái ác đời trước, đây là cái quả vui từ cái nhân lầm của đời trước. Biết liền như vậy, suốt ngày sống ở trong cái tâm niệm về về nhân quả nha. Rồi khi mà trí tuệ chín mùi nữa, mình mới thấy ra chính cái nhân quả này nè, nó lại làm nền cho cái tam tướng. Là vì sao? Vì nhân khác thì nó tạo ra quả khác. Cái nhân á, thì có lúc thiện lúc ác, mà quả thì lúc khổ lúc vui. Như vậy đời sống này nó là sự đắp đổi của thiện ác buồn vui. Sự đắp đổi ấy nó có một cái tên gọi chuyên môn là vô thường. Các vị nghe kịp không? Cái sự đắp đổi ấy nó có một cái tên gọi là vô thường. Không, ở đây có cái người chiếc lá cuối cùng nói tào lao là hát phạm giới, hát mà có melody mới phạm giới, còn hát của mình là hát chỉ có lyric mà không có melody. Cái biết hai cái này không ta? Cái biết hai cái này không? Cái biết melody không? Melody rồi cái lyric ha, lyric hai cái này mình chỉ có lyric chứ không có melody sao phạm được. Ok, như vậy thì danh đó là danh hay danh pháp, tức là toàn bộ vũ trụ này, dầu cho cái ông Phạm Thiên ở trên cái cõi ngút ngàn xa vắng phi tưởng phi tưởng, hay là một con trùng con dế con ong cái kiến, thì cũng quẩn quanh ở trong cái danh pháp của họ, không có nằm ngoài hai cái mà mình vừa ghi. Có nghĩa là tam cộng với 13 cộng với 14 bằng tâm ác, tâm cộng 13 cộng 25 bằng tâm thiện.
thì tất cả cái quẩn quanh có, dĩ nhiên là tùy cõi mà có gia giảm nha, tôi chỉ dạy là dạy căn bản thôi, chứ còn trong trong chi ly á, thì thí dụ trên cõi phạm thiên thì làm gì có tâm sân đó, trong cõi phạm thiên làm gì có thọ ưu đó, thì cái đó là cái phần chi tiết, nhưng mà một cách căn bản cho cái người dốt đặt cái gốc là học như vậy đó nha, đó là về danh pháp đó, phần hồn của chúng sinh. Còn bây giờ học qua phần xác nha, phần hồn bây giờ qua phần xác. Xác ở đây tức là vô lượng vũ trụ này, bất thải bất cứ cái gì, tất thảy cái gì mà nó được gọi là vật chất thì nó đều nằm ở trong, nó đều dựa trên bốn cái thành tố căn bản, đó là đất nước lửa gió. À, và ở đây phải nói rõ với bà con bốn cái món này phải được định nghĩa lại theo pháp, chứ không thể hiểu cái đất mà hiểu theo cái nghĩa mà dân gian thông thường của mình ở ngoài ra nha. Đất là cái chỗ mà mình có thể trồng trọt, cất nhà, đào hố, mình sẽ rảnh thì không phải, mà đất ở đây đó là chỉ cho cái trạng thái thôi nha. Đất nước lửa gió đây là toàn là những trạng thái, vì vậy á, mới gọi là nhất thiết giai không là gì đó, có nghĩa là tâm á, là nó vô hình vô tướng, vô ngã vô thường thì thấy dễ hiểu rồi, mà đến cả sắc pháp á, nó cũng là không, không ở đây có nghĩa là nó chỉ là trạng thái thôi nha. Đất ở đây đó là mà nếu mà nói như vậy thì danh sắc nó có điểm giống nhau, tức là tất cả đều là những trạng thái thôi, chứ không phải. Còn cái mà mình thấy là cục đất, hòn núi, ngọn đồi, chiếc xe, cái bàn, cái nĩa, cái muỗng, đó là đã qua tới chế định, tức nghĩa là cái biết của phàm phu nha. Còn cái biết rốt ráo trong cái thánh trí đó thì phải là cái biết theo cái cảnh biết. Thì đất ở đây tức là tất cả những cái trạng thái cứng mềm, làm ơn ghi giùm tôi, đất ở đây là các trạng thái cứng mềm, nặng nhẹ mịn nhám, cứng mềm nặng nhẹ mịn nhám là đất nha, cứng mềm nặng nhẹ mịn nhám. Còn nếu nói theo khoa học bây giờ, nó còn thêm một cái nữa, đó là sự choáng chỗ trong không gian cùng với trọng lượng, nhưng mà trọng lượng thì nó đã nằm trong cái trạng nặng nhẹ rồi nha, như vậy để thêm cái choáng cổ không gian. Vậy đất ở đây là gồm các trạng thái cứng mềm nặng nhẹ và mịn nhám. Rồi nước ở đây là gồm các cái trạng thái, nước ở đây là bao gồm các trạng thái tan chảy, ngưng tụ và kết dính nha. Tan chảy phải ngưng tụ, có nghĩa là nó gom lại đó, và kết dính. À, ngưng tụ tan chảy là nó đi ngược lại với ngưng tụ, còn kết dính là gì? Kết dính ở đây có nghĩa là cái phân tử này nó dính liền với phân tử kia, tế bào này nó phải gắn liền với cái tế bào nọ, nó mới làm nên, cái thân xác của mình, nó mới làm nên một cái thứ vật chất gì đó trong đời nha. Thì như vậy cái đó gọi là kết dính, thì cái trạng thái ấy, cái khả năng kết dính ấy được gọi là nước, chứ không phải nước mà hiểu theo cái nghĩa của mình bên ngoài nha. Còn lửa đây là tất cả nhiệt độ, lửa ở đây phải hiểu là tất cả nhiệt độ, lạnh bao nhiêu, nóng bao nhiêu cũng đều được gọi là nhiệt nhiệt độ nha. Lửa đây là ám chỉ cho tất cả các nhiệt độ, bất kể cao thấp bao nhiêu, bất kể cái nhiệt độ. Rồi còn gió đây là gì? Gió ở đây tức là cái trạng thái di động, rồi xê dịch và áp suất. Gió ở đây tức là gồm các trạng thái xê dịch, di động và áp suất. Áp suất tức là cái sự mà trương phồng nha, thúc đẩy đó, trương phồng, áp suất nha. Gió là trạng thái di động, xê dịch và áp suất. Rồi như vậy đó, như vậy thì phải hiểu như vậy, chứ còn gió mà hiểu theo cái nghĩa mà mình nó thì chết rồi, bởi vì gió mà hiểu theo cái nghĩa của mình nó thì nó hẹp lắm quý vị, chỉ cần vô trong nhà đóng cửa lại là không có gió nữa, trừ ra một trường hợp mình mở quạt máy, còn ở đây không có. Ở đây đó là gió theo cái khía cạnh rốt ráo đó, thì ở mọi nơi mọi lúc và mọi mọi vật đều có gió hết, kể cả cái sự xê dịch di chuyển của các cái quang tử, điện tử như là quang tử, như là photon hay là proton hay là electron, thì sự xê dịch của các cái nguyên tử, phân tử, điện tử đó cũng đều được gọi là gió nha. Rồi bốn cái này là bốn cái gọi là thành tố căn bản cho tất cả thứ vật chất trên đời nha. Nhưng mà như vậy hết chưa? Chưa đâu.
bốn cái này nó lại là nền để mà cho 24 thứ vật chất khác cùng có mặt. Thì ở đây các vị chỉ mở cuốn A Tỳ Đàm xanh ra các vị sẽ thấy rõ, ở đây tôi chỉ kể vắn tắt 24 thứ đó là gì. 24 thứ đó tức là những cái thứ vật chất mà nó có mặt, là bản thân nó cũng là đất nước lửa gió, bản thân nó cũng là đất nước lửa gió nha, bản thân nó cũng đất nước lửa gió. Tôi ví dụ như bây giờ các vị ghi nè, 24, các vị ghi giùm tôi 24 cái thứ vật chất còn lại đó được xuất sinh tức là xuất phát, được sanh ra từ đó, xuất sinh được xuất xuất chứ phải xuất nha, xuất xuất phát đó. 24 thứ vật chất còn lại xuất sinh từ bốn đại gồm, chậm quá, 24 thứ sắc pháp còn lại gồm gồm cái trạng thái thăng bằng, gồm cái trạng thái thăng bằng của vật chất, gồm trạng thái thăng bằng của vật chất. Đó là gì? Đó là khinh nhu thích nghiệp. Nhưng mà đây tôi chỉ gom gọn trạng thái thăng bằng của vật chất, phải sắc tố nam sắc tố nữ đó. Đây tôi chưa kể những cái mà nổi bật để cho bà con hình dung. Ồ, tức là vật chất nó dựa trên bốn cái này, còn 24 cái kia là gì ta? Thì bắt đầu tôi mới kể những cái mà bà con có thể cảm nhận ngay bây giờ nè. Trạng thái thăng bằng vật chất rồi phải sắc tố nam sắc tố nữ, cái hormone nam hormone nữ đó cũng cũng được đi ra từ bốn đại nha. Rồi cái gì nữa ta? Các cái sinh tố vi lượng, các cái sinh tố vi lượng trong cái trong sinh vật ấy, thì cũng gọi là các sinh tố vi lượng, đây trong trong A Tỳ Đàm gọi là sắc sắc dưỡng tố, là sắc vật thực các nha. Các sinh tố vi lượng cũng cũng là nằm trong 24 cái này. Rồi cái gì nữa ta? Cái khoảng cách giữa các phân tử đơn tử tế bào đơn bào cũng là được kể là một thứ sắc pháp nha. Các vị ghi chậm quá, một rừng người mà chắc đi ngủ sắp tới, bên nhiều khi tôi nghĩ tôi giảng ở nghĩa trang á, đi bánh que ghi giùm. Bây giờ tôi quên mất rồi, tôi đọc cái gì tôi quên rồi, làm sao tôi nhớ, làm sao tôi quên, tôi làm sao tôi nhớ được nha. Có nghĩa là cái các cái sinh tố vi lượng cũng là, rồi cái khoảng cách giữa các đơn bào đa bào tế bào lung tung bào nha, thì đều gọi là cũng đều là tức là sắc hư không đó, sắc giao giới đó, thì nó cũng là sắc pháp. Rồi cái gì nữa? Cái trạng thái nhẹ sinh sôi phát triển phân hủy cũng là sắc pháp, làm ơn ghi giùm. Trạng thái sinh sôi phát triển, rồi cái gì nữa, suy tàn và băng hoại. Suy tàn và băng hoại, sinh sôi phát triển suy tàn và băng hoại của vật chất, cái trạng thái đó cũng là sắc pháp, cũng là sắc pháp. Rồi xong, cảm ơn, kết thúc. Như vậy thì sắc pháp là gì? Sắc pháp tức là bốn cái thành tố căn bản đất nước lửa gió cộng với 24 thứ vật chất khác mà tôi vừa kể, kể đại biểu quốc hội thôi. Tức là trong đó gồm có cái gì ta? Gồm có gồm có cái gọi là sự thăng bằng của vật chất, rồi hormone nam hormone nữ, sắc tố nam sắc tố nữ, rồi trạng thái sinh sôi phát triển suy nhược băng suy tàn băng hoại vật chất, rồi các gọi là sinh thứ sinh tố vi lượng trong sinh vật cũng phải đều là vật chất. Mà những cái thứ đó nó được tạo ra từ cái gì ta? Nó được tạo ra từ trên cái nền tảng bốn đại. Còn nói gọn nhất mình gọi là năng lượng đó, các cái nguồn năng lượng đó, trong vật chất, các thành thức năng lượng vi sinh, các thành thức vi sinh cũng đều là năng là sắc pháp hết, tất cả đều đi ra từ cái nền của bốn bốn đại nha. Mà bốn đại ở đây tôi nhắc lại lần nữa là bà con làm ơn định nghĩa lại từng thứ trong đó, đất là gì, nước là gì, lửa là gì, gió là gì. Vì sao phải định nghĩa lại? Là bởi vì với định nghĩa mà của trong giáo pháp mình nó mới triệt để, nó mới rốt ráo, chúng ta mới thấy được rằng là bốn đại nó có mặt ở mọi nơi mọi lúc. Còn nếu mà đất nước lửa gió mà hiểu theo cái nghĩa thông thường trong đời sống thường nhật của mình thì khó lắm quý vị. Thí dụ như quý vị thấy trong A Tỳ Đàm nói rằng cái mặt nước, bản thân mặt nước cũng có đủ bốn đại, bởi vì cái sự xê dịch của từng cái gợn sóng là gió,
cái nhiệt độ của nước nó là lửa, mà cái sự cứng mềm của của con nước, của cái làn sóng nó cũng là nó là đất, cái trọng lượng của nước cũng là đất nha, nhớ nha. Các vị không có tin đấy, các vị coi mấy đứa bé mà ở bên nhà quê Việt Nam mà nó tắm mà nó nhảy 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 nhảy, nhảy cầu dừa đó, nó leo lên cây dừa vẫn lên cầu khỉ rồi nhảy xuống, nước đập vào mặt của nó cũng làm cho cái mặt nó rát, nó làm cho cái mắt nó đỏ hoe đó, nha. Như vậy thì cái cứng mềm của nước nó cũng là đất nha. Cái đó quan trọng lắm. Khi mà một hành giả mà hiểu rõ danh là gì, sắc là gì, thì hành giả nếu mà đủ duyên, luôn luôn tôi luôn thọng cái câu nếu đủ duyên, chứ còn có nhiều người không có nghe cái câu này, cứ về làm y chang mà sẽ thấy mình không đi tới đâu hết, là bởi vì có nhiều lý do lắm. Một là cái duyên lành ba la mật của mình nó bị thiếu, cái công đức tu hành nó chưa có tới. Thứ hai là cái sự tinh tấn của mình chưa có tới. Thứ ba là cái trí tuệ của mình trong cái con đường hành trì chưa có tới, nghĩa là còn chút gì đó mình hiểu chưa có tới, còn chút gì đó mình hiểu lầm nha. Như vậy thì chỉ cần cái sự tinh tấn của mình có vấn đề, cái trí tuệ của mình có vấn đề, sức khỏe của mình có vấn đề, cái ba la mật của mình có vấn đề, và cái sự hướng dẫn của sư phụ có vấn đề nha, thì coi như là cái vị tu mỏi mòn cũng không đi về đâu hết. Và một lần nữa tôi xin nhắc lại ở đây, thiền sư hay là kinh sách gì đi nữa, là mỗi một cái bài kinh chỉ thích hợp cái nội dung thì là như nhau, kinh nào nội dung cũng giống như kinh nào thôi, kinh nào cũng là hướng đến giải thoát, nhưng mà cái kiểu trình bày đó thì nó hợp với một số cái tạng người nha. Rồi ngay cả cái đó là kinh, còn nói về người là thiền sư hay là giảng sư, pháp sư, cái kiểu suy tư, cái kiểu nhận thức, cái kiểu phân tích của mỗi vị nó thích hợp cho một số người thôi nha. Cho nên là có nhiều khi mình thấy thích nhưng mình không có hợp, mà nhiều khi mình có đó nó hợp với mình nhưng mình không thấy thích. Rồi có nhiều trường hợp đó mình vừa thấy thích mà nó cũng vừa hợp, rồi có nhiều trường hợp không hợp mà cũng không thích nha. Thì cái mà bà con nên để ý đó chính là cái trường hợp mà thích mà không hợp, cái này mệt lắm nha, cái này mệt lắm ạ. Thích mà không hợp có nghĩa là thấy ông nói cái pháp môn nó hay à, hay. Ví dụ như tôi được nghe sau này có một cái trào lưu gọi là tứ niệm xứ, mà theo cái trào lưu gọi là như nhiên à, có nghĩa là sao? Có nghĩa là con cứ sống bình thường ha, con cứ là đi trượt tuyết, con cứ là đi quán bar, con cứ là đánh bài, con cứ sống như là xưa giờ, nhưng mà hôm nay con biết đạo rồi, con biết đạo rồi thì coi như là con là làm, con vẫn tiếp tục hưởng thụ, tiếp tục sống bình thường, nhưng mà trong cái chánh niệm tỉnh giác. Thì cái khoản này thì tôi xin nói, cái khoản này nghe nghe thì đã thiệt, bởi vì những cái người mà coi như mà còn dễ ngươi đó, họ nghe kiểu tu này họ khoái lắm nha, nhưng mà nói cho rốt ráo á, thì nếu mình mà có một kiểu tu mà như nhiên như vậy đó thì cái tăng lực để ở đâu? Tại sao có tăng lực? Tại sao có tăng lực? Bởi vì chính Đức Phật ngài thấy rõ tu là tu tâm, nhưng mà không thể bỏ phần tu tướng. Là sao? Tức là có những cái trường hợp do hình thức khép mình nào đó, tâm của ta cũng tự động được được thúc liễm, được kiểm soát. Biết trong rừng có tin này không ta? Alo, các vị có tin chuyện này không? Tức là trong một cái hình thức khép mình nào đó thì cái tâm của mình cũng được kiểm soát dễ hơn. Tôi ví dụ chuyện nhẹ nhàng thôi, quý vị mình nhào vô trong một cái chỗ mà âm thanh ánh sáng tràn ngập, trai gái nam thanh nữ tú là hò hét nhảy nhót, quý vị nói là quý vị giữ chánh niệm được thì tôi xin quỳ lạy từ dưới lại lên, từ trên tôi lạy xuống, cái chuyện nó không có nha. Bởi vì nếu mà nó mà như vậy đó thì tôi hỏi mấy cái thiền viện đó, nó lấy cái lý do gì mà nó ra đời hả? Người ta cần đến cái không khí gì? Người ta ngay cả cái bữa ăn ở trong cái thiền viện đó, mình không có tu hành gì hết, mình chỉ bước vào mình nhìn cái phòng ăn của thiền viện Bảo Ốc hay là Sumin thôi là mình đã thấy muốn tu rồi. Xếp hàng nguyên một hàng dọc mà kẻ trước người sau thứ lớp tuần tự, tay ta bà đầm bà điếc gì cứ là để tay trước rúng, hai tay xếp lại đi từng bước đi vào phòng ăn. Có chỗ thì buffet, có chỗ thì dọn bàn, nhưng mà ai nấy vào lấy đồ ăn hoặc là múc đồ ăn đều trong sự im lặng. Thì cái đó là tu tướng với tu gì nữa, nhưng mà chính vì cái hình thức khép mình ấy nó đã hỗ trợ cho cái khả năng kiểm soát của ta rất là nhiều,
Đây là lý do vì đâu mà chúng ta vừa tu tâm mà cũng cần phải tu tướng ở chỗ đó đó, thưa quý vị nha. Cho nên nó là cực đoan cho rằng vật chất là tất cả, đó là cả tào lao, mà cho rằng tâm là tất cả cũng là tào lao, mà phải nói rằng là tâm vật hộ tương. Vạn pháp do chư duyên mà có, mà đã nói gọi là chư duyên có nghĩa là các duyên, mà các duyên ở đây nó không thể đóng khung trong một cái loại duyên nào được nha. Nhớ cái nó quan trọng lắm 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 nha. Đó, hiểu như vậy các vị thấy chỉ riêng hai cái chữ danh sắc nãy giờ tôi nói có đủ đó cho bà con tu chưa? Tôi nghĩ quá thừa chứ phải đủ, quá thừa luôn nha. Danh sắc hiểu như vậy đó thì gọi là tu nha. Rồi tiếp theo là mình học về minh và giải thoát. Minh và giải thoát. Minh và giải thoát. Minh và giải thoát. Minh ở đây á là cái trí tuệ. Minh ở đây là trí tuệ trong tâm thánh quả nha. Làm ơn ghi giùm, cảm ơn. Minh ở đây là trí tuệ trong tâm thánh quả. Bây giờ các vị mới thấy cái hồi nãy, bây giờ nó giúp cho quý vị nè. Bây giờ bà con mới thấy nó giúp nè. Minh ở đây á là trí tuệ tâm thánh quả. Còn giải thoát ở đây á là, giải thoát ở đây là ám chỉ cho tất cả tâm sở đi cùng. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái cô giọt mưa này phải nhìn nhận khen thì nó rất là kỳ, khen một cá nhân trước một tập thể nó rất là bậy, nhưng mà phải nhìn nhận là phải khen. À, mình ở đây là chỉ cho trí tuệ trong tâm thánh quả. Còn cái giải thoát ở đây là ám chỉ cho các cái tâm sở mà đi cùng xe sa tham ma, gọi là tăng xâm của chúng ta xe tham ma, tức là những ở đây các vị thấy trong Pali không hề có chữ tâm sở, mà tôi cãi gan tôi dịch như vậy, bởi vì đây là cái nghĩa nó phải hiểu như vậy, tức là tất cả tâm sở đi cùng trong cái trí tuệ, trong cái tâm cái trí thánh quả đó, tất cả tâm sở đi cùng cái trí thánh quả đó thì được gọi là giải thoát. Các vị coi nghe có ác chưa? Mà trong khi có chỗ thì minh ám chỉ cho tâm thánh đạo, mà giải thoát là ám chỉ cho tâm thánh quả, nhưng mà chỗ này là hiểu nghĩa khác. Đó là lý do tại sao mình phải học nhiều, là bởi vì là mình không có bị đóng khung, mình không có bị nhốt chuồng. Chỉ có con cá con chim nó bị giam lò lòng nhốt chậu thôi, chứ còn mình con người, nhất là mình là đệ tử Phật thì đại kỵ cái chuyện là chim lòng cá chậu nha. Không nên giam nhốt ai, đã đành mà đối với bản thân mình cũng không có nên tự giam nhốt ở trong những cái biên kiến, trong những cái biến kế sở chấp, trong những cái gọi là sở tri chướng biết ba mớ, và bèn cho đó là vô lượng vũ trụ nha. Thì cũng mệt rồi. À, tiếp theo là mơn ghi thêm, chứ giờ tôi cứ chạy qua bên kia tôi mất thời gian quá, thì tôi chạy qua bên kia mất thời gian quá rồi. Mình là giải thoát rồi, hữu kiến và vô hữu kiến. Hữu kiến ở đây là, hữu kiến ở đây là gì ta? Hữu kiến ở đây là thường kiến nha. Hữu kiến là thường kiến. Còn cái hữu kiến đây là thường kiến, còn cái vô hữu kiến ở đây chỉ là đoạn kiến. Thì không biết bà con còn nhớ hay không, tức là tất cả, tôi phải nói chữ tất cả nên nhớ cái chữ tôi xài, cái nhiều chỗ tôi nhấn mạnh là tôi đang rất là chính xác nha. À, tất cả cái là không sót một ai hết. À, tất cả phàm phu trong đời này sở dĩ sanh tử luân hồi thì mình có nhiều cách nói, là nói luân hồi là do vô minh cũng đúng, nói luân hồi là do tham ái cũng đúng, nói luân hồi là do tà kiến, do ngã mạn cũng đúng, không có sai. Thì trong trường hợp này tôi đang nói về tà kiến. Tà kiến ở trong đời nghĩa là sự hiểu sai, hiểu không có đúng với chánh pháp thì gọi là hiểu sai. Thì cái thường kiến ấy, tà kiến nó gồm có hai là thường và đoạn. Thì thường kiến nó gồm có ba, mấy trong rung còn nhớ không ta? Alo, có hai trong rung này nhớ ba loại thường kiến không? Ba thường kiến, ba đoạn kiến, phân tích rộng thành 62 tà kiến, phân tích rộng thành 62 tà kiến. Còn nói gọn thì thường có ba mà đoạn có ba.
Thường kiến có ba câu trong Trung còn nhớ không? Một là tin có một cái tôi của mình hay là cái tôi của người khác nha, nhưng mà nói gọn là tin có một cái tôi, tin là có một ông A, có một bà B, tin là có một cái gì đó nó đi từ đời này qua kiếp khác, tức là tôi làm thiện thì mai mốt tôi được sướng. Mà lẽ ra đó mình phải hiểu thế này, cái giây phút mà hành thiện, mình làm thiện đó, nó là cả tâm sinh lý mình lúc đó, đó là nó liên tục thay đổi, không có một cái con người nào mà có thể trụ quá một sát na hết rồi, nha. Rồi các vị hỏi tôi chứ sát na là cái gì, thì tôi mới nói sát na nó, nếu mà nói về thời gian đó, thì nó nhanh, coi như nó nhanh nó ngắn là chỉ bằng một phần tỷ của giây thôi nha. Còn cái chữ sát na có, nó còn cái nghĩa nữa là đơn vị tâm thức. À, tức là đơn vị tâm thức có nghĩa là mỗi một cái tâm như vậy đó được gọi là một sát na nha, một sát na. Thì lẽ ra mình phải hiểu rằng mình chỉ là một dòng chảy của nhiều giọt nước, mà mỗi giọt nước như vậy nó có vô số cái thẩm tố hóa học trong đó. À, mỗi giọt nước nó có vô số thẩm tố hóa học, nó có bao nhiêu vấn đề vật lý nằm trong mỗi giọt nước, có bao nhiêu vấn đề hóa chất nằm trong mỗi giọt nước nha. À, thì tất cả những cái sự mà cộng hưởng tương duyên của vô số điều kiện ấy làm nên một giọt nước, rồi nhiều giọt nước nó mới làm nên một con sông, một dòng suối nha. Mình phải hiểu như vậy. Còn đằng này á, là mình không học đạo, mình cứ tưởng là có một cái tôi nha. Tức là nó chửi tôi, cái chữ nó đó nghĩa là mình trong đầu mình không hề hiểu rằng cái chữ cái nhân vật của mình gọi là nó, thật ra nó là một dòng chảy gồm rất là nhiều giọt nước, và mỗi giọt nước nó gồm vô số thành tố, vô số vấn đề vật lý và hóa học. Mấy trong rung có nghe tôi nói kịp không ta? Trong rung có nghe kịp không? Alo. Ủa, ghê luôn. Bị giảng mà không thấy mặt cái nó dạ rồi. Thứ hai là lẽ ra là mình thấy rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Nếu nói như vậy thì làm gì có một cái ông A bà B thằng tí thằng tèo nào. À, nhưng mà vì mình không biết, à, cho nên mình mới cho rằng có một cái tôi, dù cái tôi ấy là của ta hay của người khác đi nữa, thì tin rằng có một cái tôi đi từ kiếp này qua kiếp khác, đó là cái thường kiến thứ nhất. Cái thường kiến thứ hai là tin rằng có một cái cõi, à, có một cái cõi thiên đường, một cái cõi quả ngục vĩnh hằng nào đó mà đời đời sung sướng, đời đời là đau khổ nha. Có nhiều tôn giáo họ dạy tín đồ như vậy, có nghĩa là nếu mà con làm theo cái giáo huấn ở trong là kinh điển của giáo phái đó, thì con sẽ về thiên đường, con sống đời đời sung sướng không. Còn nếu mà con mà là phản đạo, con bội giáo, con tào lao thì coi như là con sẽ chìm sâu trong quả ngục đời đời. Tin rằng có một cái thế giới vĩnh hằng nào đó, đây được gọi là cái thường kiến thứ hai nha. Kể cả những cái cảnh giới mà Phật tử Việt Nam, Phật tử Trung Quốc bị ru ngủ đó, là có những cái Phật quốc này, Phật quốc kia đó, cái đó nếu mà hiểu không khéo đó nha, thì nó vẫn dính vào trong cái thường kiến nha, nha, vẫn dính. Nhưng mà tôi nói nếu không khéo, tôi không có ý bài xích bôi bác ai ở đây nha. À, tôi cảm ơn nhớ dùm cái thôi đó. Nếu mà không khéo đó thì lọt vô cái gọi là thường kiến thứ hai, là tin vào có một cái cảnh giới vĩnh hằng nha. Rồi cái số 3, cái thường kiến thứ ba là tin có một cái đấng, à, có một cái đấng, có một cái đấng coi như là chí tôn vô thượng tối cao vô song, có nghĩa là ngài có thể là đấng sáng tạo muôn loài, hoặc là ngài là cái vị mà có cái quyền là ban phước tha tội cho muôn loài chúng sinh, hoặc là ngài là cái người quyết định an bài mọi sự, mọi thứ vận hành hoạt động trong cái trời đất, trong vô lượng vũ trụ. Tin cái sự hiện hữu, sự tồn tại của một cái đấng như vậy đó, được gọi là cái loại thường kiến thứ ba. Tôi nhắc lại, tất cả tà kiến trong đời gom lại gồm hai thứ là thường và đoạn kiến. Thì thường kiến cái gồm có ba cái. Thứ nhất là tin có một cái tôi, dù của mình hay của người khác, không chịu hiểu rằng mọi thứ nó chỉ có mặt chớp nhoáng và do các duyên tạo ra. Cái thứ hai là tin là có một cái cảnh giới vĩnh hằng, mà trong khi mình tin rằng làm gì có cái vĩnh hằng. Chúng sanh là chủ của vũ trụ, mà chúng sanh vô ngã vô thường thì làm gì có một cảnh giới không vô ngã không vô thường nha. Thứ ba, tin có một cái đấng chí tôn sáng tạo muôn loài, thượng đế ngọc hoàng sáng tạo chủ gì đó. Nhưng mà thật ra là các vị thấy rằng đã nói rằng là mọi thứ ở đời vô ngã vô thường, thì xin hỏi cái đấng mà coi như là đời đời ngồi trên ngai cao chính bệ ấy, ai đã tạo ra ngài?
Ngài có mặt để làm cái gì? Tại thứ nhất là ai đã tạo ra Ngài, và Ngài nếu mà nói là Ngài tạo ra muôn loài thì xin hỏi, cái này kinh nói cho phải tôi nói nha, cái này kinh nói. Này các tỳ kheo, nếu quả thật có một cái đấng mà sáng tạo ra muôn loài thì ta nói cái vị ấy rất là tàn nhẫn. Là vì sao? Vì vị ấy đã tạo ra một cái thế giới vui ít khổ nhiều. Vui ít khổ nhiều. Đánh gì mà trời ơi đừng hỏi như vậy nha. Vậy mà cũng có kẻ tin theo nha. Đó là thường kiến có ba. Rồi cái đoạn kiến có ba. Một là vô nhân kiến, không có tin cái nguyên tắc tương duyên mà có, mà cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên thôi. Ô, tại trời cũng xanh vậy, tại trời cũng xanh vậy, tại tự nhiên nó như vậy đó. Không có màng gì đến cái khía cạnh như là nhân duyên, nhân quả nha. Cứ cho rằng kể nó điện trời cũng xâm ra như vậy thôi. Thì cái đó, chứ không có nghĩ rằng mọi thứ nó đều do duyên. À, tại sao mà người này giàu, người kia nghèo, đẹp, xấu, khôn, khờ nha. Khác nhau chứ. Mọi thứ có duyên, mà đằng này họ nói rằng cái này mọi thứ là tình cờ, ngẫu nhiên như vậy. Thì đó gọi là vô nhân kiến, tức là phủ nhận cái nhận thức. Phủ nhận cái nguyên tắc nhân quả, vô nhân kiến, phủ nhận nguyên tắc nhân quả. Thứ hai là vô hành kiến, có nghĩa là phủ nhận cái nguyên tắc nghiệp lý. Phủ nhận cái đó có nghĩa rằng đó là vô hành, nghĩa là thiện ác gì đi nữa giống nhau thôi. Vấn đề là anh thích thì không thích, anh có vui thì anh làm, anh không thích thì anh có làm, chỉ còn thiện ác không có, nó chỉ là cái tên gọi cho vui vậy thôi. Đó gọi là vô nhân, đó là gọi là vô hành. Còn vô hữu kiến là coi như rồi rồi, đúng rồi, có Lương Minh Phong này hay nè, tôi rất là tán thán cái công đức này. Tôi nghĩa là mỗi lần tôi giảng mà còn phải có ghi lại là tôi đã vui, mà mỗi lần tôi cần nghĩa là trích dẫn bà con bèn nên trả lại như thế này, tôi rất là vui. Không phải tôi nói tôi vui để quý vị được cái gì, mà tôi vui là vì lớp học mình bắt đầu nó có dấu hiệu là nó có hiệu quả. Có lúc tôi chỉ sợ lớp học nó tạo ra hậu quả nhiều hơn hiệu quả nha, nhưng mà bắt đầu thấy có hiệu quả. Thì cái vô hữu kiến là mình phủ nhận bất cứ cái gì mà mình không thấy được, không có chứng minh được, không hiểu được, thì mình bèn cho nó là không có. Các vị biết đây là một cái thứ mà nhận một cái kiểu nhận thức rất là nguy hiểm. Các vị hãy thử tưởng tượng đi, tôi nói hoài, tôi nói rằng cái hạt cát ấy, nằm cái hạt cát ấy, so với sa mạc nó còn lớn hơn là cái biết của mình so với điều mình không biết. Các vị làm một cái cặp phân số, các vị sẽ thấy cái cặp cái phân số thứ nhất ấy, cái là hạt cát là tử số, hạt cát nằm trên sa mạc. Rồi cái phân số thứ hai là điều mình biết và cái mẫu số của nó là điều mình không biết. Thì lúc bây giờ quý vị sẽ thấy cái điều mà mình không biết nó lớn hơn cái điều mà mình biết rất là nhiều. Cái điều mà mình không biết so với cái điều mà mình biết mà so với điều mình không biết nó còn nhỏ hơn là cái hột cát ở sa mạc nữa. Vì sao? Là vì bản thân hột cát nó có giới hạn, nhưng mà cái sa mạc nó cũng có giới hạn. Cái sa mạc tuy mình không có đếm được số hột đúng, nhưng mà mình có thể tính được cái diện tích của cái sa mạc nha. Nhưng mà riêng về cái vụ mà mình không biết thì nó là hằng hà sa số. Vũ trụ rộng đến đâu thì cái ngu của chúng ta nó cũng lớn chừng ấy nha. Ấy vậy mà có người đành đoạn cho rằng cái gì mà tôi không thấy, cái gì mà tôi không hiểu, cái gì mà tôi không chứng minh được thì cái đó không có. Thì cái kiểu suy nghĩ này được gọi là đoạn kiến, được gọi là vô hữu nha. Tiếng Pali gọi là cái vô nhân gọi là ahi túc cả đích thi, cái vô hành là akriya đích thị, nhưng mà còn cái vô hữu kiến là naptika. Naptika nó tương đương với nothing. Naptika đích thị có nghĩa là phủ nhận toàn bộ và triệt để tất thảy những gì mình không hiểu được, mình không thấy được bản thân mình, không chứng minh được thì cái đó không có. Thí dụ với cái trình độ vật lý của tôi không có thể hiểu được cái vận hành của chiếc máy bay. Điều đó cho phép tôi phán rằng máy bay chỉ là một cái câu chuyện nói phét, nói dốc. Chỉ trên đời làm gì có cái chuyện mà nguyên một cục sắt mà nó bay lên trời được. Các vị nghĩ như vậy có động trời không? Vậy. Cái gì tôi không chứng minh được thì tôi bèn cho rằng cái đó nó không có nha. Và sẵn ở đây tôi nhắc lại, người học đạo phải nhớ câu thần chú này: muốn bác cái gì, muốn tin cái gì thì cũng nên có bằng chứng. Nhưng bác cái gì thì cũng phải có bằng chứng.
nha. Chứ đừng có mà cho rằng nó là tôi tin là tôi phải có bằng chứng, cho nên là còn còn cái phần mà bác thì cái nào tôi hiểu nữa thì tôi bác, thì cái đó nó yếu lắm. Vì tôi không hiểu mà tôi bác như vậy thì tôi còn thiếu một cái phần rất là quan trọng, đó là bằng chứng, phải có bằng chứng chứ nha. Chứ còn nhiều người đó là cứ nghĩ là thời buổi này mình càng chứng minh, mình càng vô thần, mình càng duy vật, mình càng khoa học, thì nào là mình càng thời thượng, mình càng sang trọng. Nhưng mà sai, không có một chuyện rất là khoa học, đó là anh muốn nhận, anh muốn bác một cái điều gì đó, anh phải đưa ra được ít nhất một hai cái luận chứng luận cứ nha. Rồi như vậy thì là cảm ơn. Giờ rồi tới cái khó dạy và bằng xấu. Cái này quan trọng lắm, vô cùng và vô cùng quan trọng. Có phải ông ta tôi giảng có đúng không ta? Alo, thì tôi đang coi bản Pali, tôi không có coi bản tiếng Việt. Bản Pali tôi coi cái bản nha, để coi tôi coi bản chú giải. À bây giờ tới vô tầm vô quý. Dạ rồi, vô tàm vô quý là gì? Vô tàm là không có biết thẹn, mà vô quý là không có biết dè chừng, không biết sợ. Không biết thẹn tức là không biết liêm sĩ, đó là vô vô sĩ đó. Đối với cái người mà không có biết đạo mà nói vô sĩ đó, thì họ hiểu. Họ hiểu, họ hiểu. Nhưng mà khổ một chỗ là cái vô sĩ mà nghĩa ngoài đời đó nó hẹp hơn cái chữ vô tàm ở trong đạo. Mặc dù mới nghe qua đó thì vô sĩ là không biết thẹn, còn vô tàm là cũng là không biết thẹn, nhưng mà thực ra đó cái chữ vô sĩ mà hiểu theo ngoài đời đó, thì nó cạn, mà nó hẹp lắm, nó cạn mà hẹp so với vô sĩ trong đạo. Bởi ngoài đời cái chữ vô sĩ là gì? Nghĩa là không biết thẹn những cái chuyện mà xã hội xem thường, coi rẻ, khinh bỉ nha. Chứ còn những cái vấn đề cá nhân á, thì cũng không có gì đáng nói, vì miễn là mình về nhà mình đóng cửa lại thì không có gọi là vô sĩ. Cái chữ vô sĩ ngoài đời là nó phải liên hệ đến quan cái khía cạnh xã hội gọi là vô sĩ. Ví dụ như trộm cắp, lừa đảo, lật lọng, lừa thầy bán bạn, bán nước cầu vinh, dối trá, thì cái đó mới gọi là vô sĩ. Mình làm cái đó mình không biết thẹn. Còn riêng cái vô sĩ mà ở trong đạo mình á, cái vô tạm ở trong đạo mình nghĩa nó rộng lắm. Có nghĩa là một cái suy nghĩ bất thiện có mặt cũng được gọi là chuyện xấu, cũng đáng để mình thẹn nha. Một suy nghĩ bất thiện thôi, một suy nghĩ bất thiện. Trong kinh á, thì kể trường hợp đó nhiều lắm. Thì dĩ nhiên thời buổi này mà tôi kể ra cái này thì nó hơi phong thần, nhưng mà tùy anh trong trong nếu quý vị có duyên, đủ duyên lành thì quý vị làm, thì quý vị được lợi ích thôi, chứ còn tôi đâu có ăn uống gì trong đó đâu. Cái vô tàm này nó hay chỗ này nè, khi mà mình phát hiện ra đó là một cái suy nghĩ tầm bậy, mình biết biết thẹn, mình biết thấy nó kỳ kỳ, đó là tu rồi đó quý vị. Thí dụ nha, thí dụ như mình thấy đi hai người mà tại sao cái người kia họ được cái gì đó mà mình không được, mình thoáng có cái khó chịu là lập tức mình thấy thẹn, thì mình biết ủa cái này có đáng để mà mình phải ganh tị như vậy không? Trong rừng có nghe không ta? Alo, trong rừng có nghe không? Dạ cảm ơn. Người như mình có đáng như vậy không? Cái chuyện đâu có đáng gì đâu. Tự nhiên mình hai cô đi vào chùa, tình cờ gặp một sư trụ trì, chẳng mới gặp cô A, nó ồ thì rồi có tìm được cho cô cái bức tượng này nè. Thì nếu mà mình thông thường sống bằng cái tâm trạng mà phàm phu, mình sẽ hơi có thoáng ganh tị. Tại sao hai người vào chùa cùng một lúc mà tại sao mà ông sư trụ trì lại cho cô kia? Cho nên chuyện đầu tiên mình phải biết thẹn với mình nói, ủa sao mà mình dở vậy ta. Nhưng mà tiếp theo đó là cái trí tuệ của mình nó làm việc liền, là vì đâu mà ông sư đó ông đưa cái bức tượng cho cô kia, ông đưa cho mình, là bởi vì trước đây cô này đã có nói cái gì đó, cô có dặn dò rồi mà mình thì không. Cô có dặn là khi nào sư đi đâu á, mà sư có gặp bức tượng mà cỡ cái tầm tầm như vậy nè, mà chất chất liệu như vậy nè, mà cao cao khoảng cỡ này, mà nặng nặng đừng nặng lắm nha sư, khoảng dưới 3 ký rồi còn dưới 5 ký,
À, con thì con sợ đồng sợ đá lắm, cho nên con chỉ gỗ với nhựa thôi nha sư, nó nhẹ nhẹ tặng con rước lên rước xuống, con lau lau dọn vậy đó. Ừ. Biết đâu cũng đã có dặn rồi, cho nên hôm nay là ông sư mới đưa cho cổ, chứ có không có ai mà ngu gì mà đi tỏ tình riêng tư bằng cách là trao quà trao tín vật cho nhau mà trước bàn dân thiên hạ hết đó quý vị à nha. Cho nên nếu lúc đó chuyện đầu tiên là cái tâm quyết mình làm việc liền, khi mình thoáng thấy khó chịu là mình tự mình nhủ ồ sao mình dở vậy ta, và tiếp theo là cái trí tuệ mình nó làm việc liền. Ồ, chắc chắn là trước đây giữa hai vị này đã có một cái trao đổi gì đây, bây giờ nó mới lòi ra cái cớ sự này. Chỉ nhớ xíu như vậy nha, hoặc là mình thoáng thấy có cái ý chẳng hạn như lên bàn ăn mà mình muốn gấp cái này mà mình không gấp cái kia, tự mình thấy thẹn, ồ tại sao mình lại lấy cái miếng này, nên lấy cái mà lẽ ra mình nên lấy cái miếng kia, thì những cái chuyện lúc chút như vậy nó làm có nó gọi là tàm nó quý vị. Tàm là vậy đó, tức là ngay trên bàn ăn rồi gấp miếng ăn là đã có tàm quý trong trọng rồi nha, quý vị có nghe kịp không ta? À, chút xíu vậy thôi. À, có nghĩa là nếu mà hiểu hai cái này sâu đó, thì là còn gọi là quá cha tu tứ niệm xứ, về tu tứ niệm xứ thì cũng là vậy thôi, có nghĩa là liên tục và liên tục coi con mình ra làm sao. Cho nên mình đang học về hai cái pháp bất thiện đó nha, mà vẫn là pháp tu, cái nó mới ghê chứ. Học kỹ về pháp bất thiện cũng có nghĩa là ta đang học về pháp tu. Nói một cách khác, khi ta học ngành y á, ta nghiên cứu tìm hiểu về một chứng bệnh thì cũng có nghĩa là ta đang học cách chữa bệnh. Trong đó mình có nghe kịp không? Chắc chắn trong đây là tôi có thói quen mà hỏi, chứ tôi biết trong nhiều người hiểu cái này lắm. Khi mà ta đang nghiên cứu một chứng bệnh thì cũng có nghĩa là ta đang tìm cách ta chữa cái bệnh đó nha. Chứ đâu phải là mình học mình học ngành y thì mình chỉ học cách chữa bệnh không, mà mình không màng, mình không có nghiên cứu về các chứng bệnh, cả cái triệu chứng, cả cái biến chứng của nó không có. Phải học hết, học cả cách chữa trị, mà học cả bản thân cái chứng bệnh đó nữa, nó khởi điểm ra sao, rồi nó phát tác ra sao, và lúc mà kết thúc của nó sẽ ra sao, mình biết hết. Ừ. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà học riêng về cái phiền não đó mà học cho kỹ đó, cũng là học về pháp tu đó quý vị nha. Đó là vô tàm là vậy đó, còn vô úy là không biết sợ. À, vô tàm đó thì trong kinh kể có nhiều trường hợp vô tà. Một là mình nghĩ về bản thân mình, nghĩ người như mình đó, mà tại sao mà mình lại có suy nghĩ như vậy, tại sao có kiểu nói năng như vậy, tại sao có kiểu hành động như vậy. Rồi trường hợp thứ hai là mình nghĩ đến cái đoàn thể mà mình đang có mặt, mình nghĩ rằng cái gia đình của mình, cái đoàn thể mà mình đang có mặt, nó cao quý như vậy, nó xứng đáng như vậy đó, mà mình tại sao mình lại như vậy. Cho nên cái tạm nó còn có hai. À, tàm nó gồm có hai. Một là nghĩ về mình, lấy mình làm gốc. Thứ hai nữa nó là lấy đời làm gốc. Biết trong 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 có nghe kịp không? Tàm có hai, một là lấy mình làm gốc, hoặc là lấy đời làm gốc, hoặc là lấy pháp làm gốc. Nếu mà kể ra thì có ba, nhưng mà kể gọn ở trong kinh thì không có làm chỗ nào không có kể lấy pháp, mà lấy mình và lấy người thôi. Tàm có hai, lấy mình làm gốc, lấy người làm gốc. Lấy mình có nghĩa là mình nghĩ người như ta không nên có cái suy tưởng đó, không nên có cái ý nghĩ đó, không nên có hành động đó, không nên có cái kiểu phản ứng đó. Còn lấy người làm gốc là sao? Là mình dựa vào gia đình, dựa vào đoàn thể mà mình có mặt, dựa vào sư phụ của mình, dựa vào bạn bè, dựa vào một cái người nào đó để mà mình có cái lòng tự trọng, thì nó cũng cũng được gọi là tàm nha. Còn không có cái gọi là vô vô tàm nha, không có gọi là vô tàm. Rồi quý là sao ta? Quý thì nghĩa là biết sợ. Sợ ở đây có bốn, sợ ở đây có bốn nha, làm ơn ghi giùm. Sợ ở đây có bốn, tàm có hai mà sợ có mà quý có bốn. Một là sợ lương tâm mình, nếu mình làm chuyện này là sau này mình sẽ ngủ không có yên, mình nó cắn rứt suốt đời nha, mỗi lần nhớ tới là mình không có yên đâu nha. Đó là thứ nhất là sợ cắn rứt, thứ hai là sợ tiếng đời. Tam có hai là mình và người. Rồi làm ơn ghi sự quý có bốn giùm tôi nha. Alo, quý có bốn, tam có hai, một trong tâm có rất, hai là sợ tiếng đời, ba là sợ pháp lực, bốn là sợ rồi báo ứng. Quý có bốn, một là sợ lương tâm cắn rứt, hai là sợ tiếng đời, ba là sợ pháp luật, và bốn là sợ báo ứng. Có nghĩa khi mình sắp làm cái chuyện gì đó là mình cứ nghĩ cái này mà công an biết được, cảnh sát biết được là mình mềm xương, mình nghĩ gì mình không làm, đó cũng là quý.
hoặc là mình sợ mai này là cứ mọi cả cả đời mình cứ nhớ cái này hoài mình cũng mệt nha. Rồi cái thứ ba nó làm sợ tiếng đời. À, tiếng đời nó theo đuổi mình, nó có lúc ngay cả mà mình già mấy chục năm sau, trong 1.000 người đã biết chuyện đó, bây giờ chỉ cần có sót là một vài người thôi, tất cả đều chết sạch hết rồi, chỉ cần sót là một vài người thôi mà bây giờ mình gặp lại họ mình có thấy khó chịu không nha. Và cái này mới bậy nè thưa quý vị, cái này mới bậy nè, cái này mới quan trọng nè. Trời đất thì bao la, tôi nói hoài trời đất thì bao la, chỗ đi chỗ mình có thể đi thì gọi là vô tận, mà mẹ sinh mình ra là tay chân tự do nha, mà trời đất thì bao la, thì chúng ta không thể nào mà chọn một cái kiểu sống mà mai này đi đứng không có dám ngửa mặt nhìn nắng ngắm mây. Không biết cái trong có hiểu đó không, sợ tiếng đời là sợ như vậy. Mình sống làm sao mà để mà phương trời nào mình cũng thể đi được, không sợ ngại gặp ai hết. À, chứ còn tôi biết cũng có những cái tình huống mà làm gì việc gì đó xong rồi nó cứ ngại về chỗ đó, ngại gặp lại người đó thì chưa khá, cho nên cái sợ tiếng đời là sợ như vậy. Mình cứ nghĩ thế này, trời đất bao la, cái dầu mình nghèo cách mấy, mỗi ngày ăn rau luộc chấm nước tương cũng được, mà miễn sao là mình sống không có bị đời không nói gì mình hết, đó đó là một cái hạnh phúc, đó là một cái sự tự do mà tôi biết rất nhiều đại gia nha, trong nước ngoài nước là thèm cái cảm giác đó lắm. Tôi biết, tôi có ngày trước có lần tôi về Hà Nội tôi giảng mà tôi có nhắc đến một cái cuốn phim Nhật, rồi cái bà con ngoài đó họ nói là tại sao mà giảng gì thiền mà sao nhắc tới phim như vậy, nghe nó mất cái không khí khói nhang quá. Cho nên bây giờ trong rừng mình tôi không biết có bao nhiêu cái thành phần tôn giáo quá khích ở trong đây nên tôi ngại không có nói nha, mà tôi chỉ nói vắn tắt cho bà con nghe đó là có biết bao nhiêu cái tay mà tài phiệt rồi trùm ma túy gì đó bây giờ ngồi trên đống vàng, mà vì biết ban đêm nằm mà nghe chó sủa họ sợ cảnh sát tới, rồi họ cũng không có đi đứng thoải mái như bao nhiêu người khác. Là vì sao? Là vì đã dính vô xã hội đen rồi, thì kẻ thù nó nhiều như nấm sau mưa, nó đông như quân nguyên nha, tôi cho quý vị biết. Cho nên nó là mình ham, lúc mình ham giàu chuyện gì mình cũng làm hết nha, đâm cha chém chú buôn thần bán thánh lừa thầy phản bạn, tới lúc mà ngồi nó đống vàng rồi nó mới thèm được cái cảm giác. Ước chi bây giờ tôi ngủ một giấc dậy tôi chỉ còn là cái xà lọn thôi, mà không có bị công an cảnh sát, không có bị kẻ thù truy sát, không có lap 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 la gì hết. Và tôi xin đại diện như các đại gia ấy nói thiệt là trên đời này không có cái sung sướng gì bằng cái sung sướng của một cái tên mà mặc xà lọn đi bơ bơ giữa trời đất, mặt ngước lên trời nhìn mây trắng trời xanh đó, mà không ngán không sợ một thằng tèo thằng tí nào hết. Thì tôi xin thưa với bà con trong rừng về cảm giác nó sướng vô cùng sướng. Còn cái mà ớn nhất là mình mấy vàng ngọc đỏ người mà coi như là cứ lắp la lắp lắm la lắm lét thì cái đó không nghe nha. Cho nên quý là gì? Quý là sợ đó, là sợ cái đó. Sợ thứ nhất là sợ cắn rứt lương tâm, thứ hai là sợ tiếng đời, thứ ba là sợ pháp luật, thứ tư là sợ báo ứng. Khi sắp mà hạ thủ làm một cái việc mà trời ơi nào đó, chỉ cần nhớ là một trong bốn cái này là mình rút tay lại. Rút tay là cái động tác của rút tay ấy được tiếng tiếng Tàu nó kêu là thống hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mình có gian ác cỡ nào mà chỉ cần mình có cái lòng lìa cái tà là thống hạ đồ đao rồi vậy đó. Đồ có nghĩa là giết rồi, là lập tức coi như mình đã dự hàng Bồ Tát rồi đó, có nghĩa là sắp làm bậy mà biết nghĩ để mà rút tay là đã dự hàng Bồ Tát rồi. Ok, tàm và quý rồi bây giờ mình giảng nãy là vô tàm vô quý rồi, còn còn tàm và quý thì cũng y chang mà hiểu ngược lại thôi nha, hiểu ngược lại thôi. Như vậy thì là tôi giảng xong cái tàm quý và tàm quý rồi, giờ tiếp theo là cái chi à? Alo số 7 giảng xong, số 6 số 7 là cặp rồi, bây giờ tới số số mấy rồi, số 8 khó nói và ác hữu. Khó nói này cái tiếng Pali gọi là Sowajasata, có nghĩa là khó dạy. Là cái này nó sâu, tôi nói nó sâu tựa bể, nó sâu như là biển vậy quý vị, nó sâu dữ lắm. Hai cái này mà tôi nói nếu mà Phật pháp hiểu tới nơi đó, hai cái này là đủ tu. Mà nếu mà bà con mà tự mà mở kinh ra mà coi đó thì lướt mắt qua các vị không có ngờ là có nguyên một cái gọi là đại dương sâu thẳm,
Đại dương Phật pháp sâu thẳm nằm bên dưới hai cái này. Khó nói là sao? Mình bị tiểu đường, mình phải kiêng ăn ngọt. Mình bị cao máu, mình phải kiêng ăn mặn. Mình bị dư cholesterol, phải kiêng dầu mỡ, chất béo. Nhiều và nhiều lắm, coi như là cứ là bệnh là phải kiêng, cứ một bị một chứng bệnh là phải kiêng mỡ, bị bệnh là kiêng một mỡ. Mình răng giả thì sao ta? Mình phải kiêng ăn đồ cứng. Mình không răng là mình phải kiêng ăn đồ đồ cần nhai, đúng chưa? Đấy. Bây giờ tôi đang nói đến cái chữ khó, gọi là khó dạy đó. Có nghĩa rằng á, là trong đời này cái người mà mình có thể học nó nhiều lắm quý vị à, nó nhiều lắm. Dầu đó là một cái người mà mình coi không ra gì thì cũng rất có thể họ có cái gì đó để họ trao lại cho mình đó quý vị, có chứ không phải không nha. Tôi nhớ trong đời của tôi hồi tôi còn nhỏ ở chùa, tôi có biết được nhiều bài học từ những vị sư già mà bán thế xuất gia, thậm chí những ông thợ mộc thợ hồ mà vô chùa làm việc trong chùa đó, mà dắt trưa nắng chăng chang là thấy ông ngồi ông gõ gõ đục đục mà tôi lại ngon men lên gần tôi ngồi tôi chơi với ổng vậy đó. Mà những cái câu nói của ổng tôi nhớ tới bây giờ quý vị biết không? Mặc dù ổng chỉ là một người làm thuê mà chữ nghĩa có thể không có, có thể không biết chữ nữa, nhưng mà những cái trao truyền của ổng về cái kinh nghiệm sống, về những cái mà ổng đã từng trải trong đời đáng để mình học lắm quý vị nha. Nhưng khổ thay, tôi đã nói rồi là cái thể tạng của mình nó có cho phép mình đón nhận lấy những cái hay đó của trời đất hay không đó. Bởi vì cái não trạng, cái tâm trạng của mình, cái thể trạng của mình nó có cho phép hay không đấy. Cái khó dạy là gì? Khó dạy là con cái nội tâm của mình nó có quá nhiều vấn đề, mình không có khả năng tiếp nhận những cái nguồn dinh dưỡng tâm linh từ người khác, thì Đức Phật gọi đó là khó dạy. Các vị có hiểu không ta? Các vị nghe tôi giảng cái này mà tôi quýnh một vòng bệnh không, bây giờ tôi mới đáo trở lại cái ý chánh nha. Có nghĩa là khi mà các vị gọi là bị tiểu đường, cái tâm quý vị nó bị tiểu đường là sao? Tâm tâm bị tiểu đường là tâm gì? Tâm bị tiểu đường đó là cái tâm khoái ngọt. Đấy, cái tâm mà khoái ngọt được gọi là tâm tiểu đường, gọi là tiểu đường tâm lý nha, gọi là mental diabetes. Có nghĩa là tiểu đường tâm lý là khoái ngọt. Mà cái kẻ mà nó khoái ngọt đó, mà nó đi nghe pháp mà nó nghe mà ông sư mà mắng xối xả là nó sắp dép nó giọt mắt rồi. Hoặc là nghe ông sư mà ông chọt cái chỗ mà nó nhột là nó không muốn nghe nữa. Thời Đức Phật có biết bao nhiêu người né Đức Phật, tránh Đức Phật là vì họ cứ ngại, họ nghe đồn thôi. Họ nghe đồn là Đức Phật là chẳng hạn như có ông bà hoàng hậu mà nghe nói Đức Phật không có hảo cảm với những giai nhân mỹ nữ, mà ngài hay nói đến những cái khía cạnh gọi là tiêu cực mặt trái. Thì dụ như là cứ là ngày có khuynh hướng là ngày thích giảng là xả ly, là buông bỏ, là tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mật đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu, rồi nào là người nói thân này là cái bực cái túi bằng da đựng nguyên một đống bất tịnh bên trong, thì họ nghe họ ớn quá đi. Thì với cái não trạng như vậy họ đã lìa Đức Phật, họ đã lìa xa cái cơ hội gặp gỡ một bậc đại hiền thánh. Đấy, nhiều lắm quý vị à, nhiều lắm. Nói chung là cái cơ thể sinh lý của mình nó y như cái tâm lý của mình vậy đó. Thì là cái mình, cái khả năng đón nhận của mình nó càng ít thì chúng ta càng lỡ dịp học hỏi và tiếp nhận cái hay của trời đất. Cứ vậy mà hiểu nha. Cho nên cái người khó dạy là gì? Là người luôn luôn khép chặt cửa lòng. Mà người con gái khuê môn kính cẩn là tốt, nhưng mà trong vấn đề gọi là tâm linh á, mà khuê môn kính cẩn là xấu. Là vì sao? Bởi vì người con gái đó là khuê môn kính cẩn là để là càng giao cao giá ngọc, càng nhìn thấy càng cao phẩm người. Còn riêng mình trong vấn đề tri thức tâm linh á, mà anh càng khuê môn kính cẩn, anh khép cửa, anh đóng khung, anh là anh sống trong đó, người ta gọi đó là gọi là trinh nữ tâm linh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh dốt suốt đời gọi là trinh nữ tâm linh, ok. Cho nên ở đây cái khó dạy là gì? Khó dạy là cái người không có khả năng đấy, không có khả năng đón nhận cái điều hay, điều phải từ thiên hạ, không có khả năng học hỏi. Mà trong khi đó cái đầu của mình vốn dĩ nó là một cái thùng rác, nó là một cái ao tù, nó cần phải được thay đổi luân phiên, xê dịch, gột rửa liên tục. Bởi vì chỉ cần một cái thùng rác mà không được người ta chạm tay tới thì muôn thở nó đầy rác. Một cái ao tù mà không có nước ra nước vào lưu thông thì muôn thở nó là ao tù. Cái đầu của mỗi người mình nó là cái thùng rác, là cái ao tù, bây giờ mình phải dọn nó thì lúc bây giờ nó mới sạch được.
đấy nó mới sạch được. Và tôi nói riết nói hoài đó là bắt đầu nói với người phụ nữ, cái tủ lớn đựng áo quần, tủ nhỏ đựng mỹ phẩm nữ trang. Nếu mà đựng hai cái đó mà đựng toàn là mấy cái đồ mà rẻ tiền, đồ cũ xì, đồ không dùng nữa thì còn đâu mà chỗ trống để cho quý vị rước cái đồ mới, đồ xịn, đồ hiệu, đồ đắt tiền, làm gì có nha. Cho nên quý vị muốn rước cái đồ ngon lành về thì làm ơn dọn giùm tôi cái tủ nhỏ và cả cái tủ lớn. Cái tủ nhỏ, tủ lớn phải sạch sẽ trống rồi mình mới mới có chỗ trống mình đem mấy khác vô. Cái người khó dạy là cái người luôn luôn gọi là chăm bẩm tâm đắc với cái mình có, không có chịu mở cửa lòng ra để mà đón nhận cái hay, đón nhận cái nắng gió muôn phương, thì coi như nó bích bùng như vậy thì coi như là chuột dán bụi bặm hồ đầy dẫy trong đó nha. Cho nên đối với chư Phật ba đời mười phương, khi các ngài ra đời đó là nếu mà mình có một cái não trạng kiểu như tôi vừa nói, kiểu khoe môn kính cổng là gặp chư Phật là không được. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng này, các tỳ kheo đó là giống chúng sanh trong đời này, giống như những cái người mà bị lọt sình vậy đó. Có kẻ đó họ chỉ gọi là ngập sình tới mắt cá ta cứu được, họ ngập sình tới đầu gối ta cứu được, tới thắt lưng ta cứu được, tới ngực ta cứu được, tới cổ ta cứu được, ngập cả đầu ló lên búi tóc ta cứu được. Nhưng này các tỳ kheo, có những người trong đời này họ lọt xuống hố phân, họ lọt xuống hố sình mà họ không có ló lên cái gì để cho như như lai cắm, như là nắm kéo họ lên, ta gọi đó là người vô duyên trong giáo pháp này. Dễ sợ chưa, dễ sợ. Các vị có nghe cái này không ta? Các vị có nghe đoạn kinh này chưa? Có nghĩa là mình không có khả năng tiếp nhận, mình cứ đóng cửa thì coi như là chư Phật ra đời, chư Phật nắm chỗ nào. Ít ra đó là mình muốn cái ngày lôi mình lên là mình mới có cái gì mình ló lên chứ nha. Những cái người mà như ngày Mục Kiền Liên là Xá Lợi Phất là coi như cũng là đứng dưới sình nhưng mà tới mắt cá thôi. Cho nên là khỏi nói là Đức Phật là ngài giúp rất là dễ, ngài chỉ nhắc nhẹ là xong. Còn có một số người là lên tới là ống quyển, rồi lên tới đầu gối, rồi tới bắp chế, rồi thắt lưng, lên tới rúng, lên tới ngực, rồi từ đầu lên từ từ lên tới cổ. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà ló lên cái búi tóc ta vẫn còn cứu được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chỉ cần ngài thấy họ có một chút duyên lành gì đó thì ngài cũng, dầu kiếp này họ không có đắc dưới cái sự hướng dẫn của ngài, nhưng ít ra họ cũng đủ duyên để được nghe ngài gọi là thổi cho một nguồn nội lực, tiếp cho một nguồn nội lực. Còn đằng này đó là họ không có cả cái phước duyên này nữa là thua nha. Cho nên ở đây tôi nãy tôi có nói rồi, hai cái này nó sâu kinh hoàng lắm, nó sâu lắm. Thấy cái khó nói và ác hữu nó quan trọng lắm. Cái khó nói là vậy đó, cái là cửa lòng không mở ra. Muốn hiểu được hiền thánh thì phải có cái password của hiền thánh nha. Tôi nhớ cái này cũng lâu lâu tôi có nhắc về chuyện này nha. Phải có cái password của hiền thánh, có nghĩa là mình phải có cái chỗ tương thông tương đồng với hiền thánh thì mình mới có thể bước vào, dầu ở hàng rào đi nữa, của hiền thánh. Còn đằng này là mình không có khả năng đó, cái bờ rào mình chưa chạm tới thì làm sao mình đặt chân vào bên trong để mà học hỏi quý vị nha. Cho nên con nhớ cái đó là cứ luôn luôn tâm niệm là con sẽ sống như thế nào mà để con có được cái mật mã, có được cái passcode, có được cái password của chư hiền thánh. Các ngài chỉ cần đi thoáng qua ngang người con thôi là con lập tức biết đó là chỗ con phải tìm về. Chỉ cần có nghe cái mùi của ác nhân, của cái thứ gian tà, cái thứ tà sư ngoại đạo là con biết, là con nghe mùi con biết con tránh. Còn đằng này là con không có khả năng đó nha, con không có khả năng đó thì coi như là được gọi là cái người khó dạy nha, tức là thua rồi. Cái hạng thứ hai là ác hữu, cái trường hợp thứ hai, cái này nó sâu tựa bể là sao? Cái bạn xấu ở đây mình không thể hiểu theo cái nghĩa ngoài đời đơn giản. Bạn xấu là cái người ăn nhậu bài bạc, chích chót, đánh đà vợ con, bất hiếu cha mẹ, phạm thượng tôn trưởng thái, hiểu như là nghèo lắm. Mà cái người ác ở đây có nghĩa, nó có hai nghĩa. Một là cái người, cảm ơn ghi giùm tôi, ác hữu ở đây là gồm cái hai hạng. Alo, ác hữu đây gồm cái hai hạng. Là làm cho mình hạng hạng một á, là làm cho mình tăng trưởng cái ác. Cái hạng thứ hai là làm cho mình sụt giảm cái thiện. Đó, nhớ nha, làm cho mình tăng trưởng cái ác,
hoặc là làm cho mình sụt giảm cái thiện. Có nghĩa là nhiều người rất là dễ thương, họ không có phải là dân tầm bậy tầm bạ, phạm giới không thiền không định, không phải, họ cũng không phải là đâm cha chém chú, không phải, rất là hiền tu hành mà. Nhưng mà ở gần họ lâu ngày mình thấy cái pháp học, cái kiến thức không có lên, tàm quý không lên, thiền định không lên, chánh niệm cũng không có lên. Mà ở gần họ thì dễ thương lắm, vui lắm, nhưng mà ở rí rồi mình thấy mình bệ rạc. Có trường hợp này, có trường hợp này nha. Đó là tức nghĩa là họ không phải là người xấu, nhưng mà ở gần họ mình chỉ thấy chuyện mình ở càng ở gần lâu ngày là mình chỉ thấy là mình hao mòn, không có thêm được cái hay ho gì hết. Trường hợp thứ hai là tệ hơn, có nghĩa là càng ở gần họ là cái xấu của mình coi như nó chất cao như núi nha, càng lúc nó càng gọi là nhiều hơn, sâu đậm hơn, sâu nặng hơn nha. Thì trường hợp đó là nặng. Còn trường hợp nhẹ là họ không có xúi mình làm bậy, nhưng mà mình ở gần họ mình không có phát triển được gì hết. Và như hôm qua tôi giảng, tôi có nói bà con đó là cái điều kiện mà để phát triển cái thánh giác chi ấy, cũng là điều kiện phát triển tất cả thiện pháp nha. Làm ơn ghi giùm tôi cái đó, điều kiện mà thành tựu thất giác chi cũng là cái điều kiện để phát triển tất cả các thiện pháp trên đời nha. Thì trong đó là có ghi rõ, đó là anh muốn phát triển thiện pháp nào, đức lành nào, thì anh làm ơn anh ở gần cái người mà mạnh cái đó, và anh làm ơn anh né giùm cái người nào mà chổi lời cái đó. Có nghe kịp không ta? Tức là anh làm ơn anh né giùm cái người nào mà chổi, nghĩa là họ không có họ không phải là cái người mà xấu lắm, nhưng mà họ không có giúp được cho mình. Thế thì mình đang cần nghe nghe mình đang nghe 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 thiền, nghe pháp, nghe luật, nghe kinh gì đó, nhưng mà khi mà về tiếp xúc với họ đó là coi như là mình buông từ 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 từ, từ. Thì cái đó là không nên nha. Như vậy thì ác hữu đây gồm có hai: một là cái người mà giúp cho mình, một cái người mà một một là cái người khiến cho mình gọi là tăng trưởng cái ác, và cái hạng thứ hai là khiến cho mình gọi là sụt giảm cái thiện. Thì cả hai người này được gọi là ác hữu. Và nói đó là nói nôm na, nó đại khái, còn nói rộng hơn thì ác hữu ở đây không có phải chỉ riêng con người, mà còn chỉ chung như trong thời đại này, những cái gì mình thường tiếp xúc mà nó có nội dung nó làm cho cái ác nó tăng và cái thiện nó giảm thì cũng gọi là ác, nhưng ác hữu nha. Thí dụ như sách báo, website, Facebook, kể cả email, kể cả điện thoại, kể cả tin nhắn, đó cũng gọi là ác hữu hoặc thiện hữu. Có những cái coupon mà nó cứ mỗi lần mà nó gọi vô là mình sân si nha. Có những cái message tin nhắn, có những cái email mà mình nhận được là mình sân si, thì làm ơn mình block, mình không có tiếp xúc cái đó nữa, vì đó là ác hữu nha. Mà có người hỏi tôi thế này, hỏi sao kỳ vậy? Hữu đây là người bạn, bạn bạn xấu là phải là con người chứ, tại sao mà kể luôn. Tôi nói con người được gọi là xấu là vì sao? Là vì những cái tác hại mà người đó mang lại. Chứ bản thân thịt da là mắt mũi người đó không có xấu, mà nó xấu là cái tác hại mà người đó đem lại. Nếu mình nói được cái cạnh mà tác hại đó, thì như vậy thì sách báo, website, điện thoại, tin nhắn, miễn là nó có tác hại thì nó cũng có thể xếp vào cái loại gọi là bạn xấu. Và cái này không phải là tôi nói nha, mà kinh nói. Đức Phật ngài có xài cái chữ bạn theo cái nghĩa đó, chẳng hạn như ngài có cái chữ gọi là tanha đu tí giặc cà, có nghĩa là người làm bạn với tham ái. Có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là thường xuyên sống với tham ái thì ngài gọi là tanha đu tí giặc cà. Có cái chữ này do Đức Phật có dùng, Đức Phật dùng không phải chú giải nha, Đức Phật dùng. Tanha đu tí giặc cà là cái người mà sống chung với tham ái, coi tham ái là bè bạn, có nghĩa là suốt từng giờ từng phút là thích cái này thích cái kia, buông cái này bắt cái nọ, thì người đó được gọi là sống làm bạn với ái. Thì như vậy thì ở đây mình thấy cái chữ bạn này nó không có chỉ riêng là phải là có mắt tai mũi họng hai tay hai chân, mà nó chỉ cho tất cả những gì chúng ta thường xuyên cọ quẹt va chạm tiếp xúc. Mà nếu mà những thứ đó mà nó có cái tác hại hơn là có lợi ích thì cái đó là ác hữu, nhớ nha. Rồi bây giờ ngược lại, bây giờ tiếp theo là cái dễ dạy và thiện hữu, thì cứ hiểu ngược lại thôi. Dễ dạy có nghĩa là mình phải trang bị một cái khả năng sẵn sàng
đón nhận cái điều hay lẽ phải từ muôn phương thiên hạ nha, đó gọi là dễ dạy. Từ nếu mình là người xuất gia thì thầy mình, bạn mình, học trò, đệ tử của mình họ nói đúng mình vẫn phải chấp nhận. Cách đây mới 2 hôm thôi, tôi có nghe một cái câu chuyện, chuyện thật, người thật, tức là có 2 vị trưởng lão tại Việt Nam. Thì trong đó có một vị là sư huynh, có một vị là sư đệ. Thì cái người vị sư đệ đó cũng bị thị phi rồi bị sốc, sốc lắm, sốc nặng. Thì người sư huynh đó, vị trưởng lão và sư huynh, vị đó có, vị đó khi thuyết pháp, vị đó thuyết pháp có kể là dĩ nhiên kể không có nói tên. Vị đó nói thế này: khi mà tôi thấy sư đệ khổ quá, tôi có nói không thế này: nếu mà mình có làm mà đời nó lôi ra nó chửi thì đáng quá, quá là phải rồi nha. Nếu mà mình có làm á mà đời nó đem ra nó chửi đó là quá đúng rồi nha. Còn nếu mình không có làm mà đời nó đem ra nó chửi đó thì mình phải mừng, mừng là vì mình không có tệ như người ta chửi nha. Thì dĩ nhiên thì cái trong râm nhiều người nghe cái này chịu không nổi, nó tội có đồ chắc cao siêu lắm mới làm được. Nhưng mà tôi nói thiệt, ở tuổi 50 này sao bao nhiêu năm làm thì vô, tôi thấy tôi có thể làm được cái đó, tôi tin tôi làm được cái đó. Tức là bị thị phi, tôi nghĩ trong lòng mình có như vậy hay không, ok nếu đúng mình tệ như vậy thì quả phải quá rồi, phải quá rồi gấu ơi, em tệ quá đời nó chửi em là quá đúng. Nhưng nếu mà mình không có làm mà người ta chửi mình thì mình hãy mừng, mình phải mừng là vì mình không có tệ như vậy. Và tôi nhớ cái câu, một cái câu chuyện ngắn của ông Voltaire bên Pháp, biết bao nhiêu bạn bè thân hữu trí thức của ông, họ nói rằng ông xứng đáng là trở thành viện sĩ viện hàn lâm của Pháp, mà tại sao 5 lần 7 lượt mà ông từ chối. Thì Voltaire mới trả lời một câu mà tôi mê khủng khiếp. Voltaire nói thế này, Voltaire nói thế này: thích cái mà mình xứng đáng nhưng mà mình lại không có mặt trong đó, hơn là mình có mặt trong đó mà mình không xứng đáng. Các vị nghe kịp không? Đó, ông nói đó, tôi thích nghe người ta nói thế này: Voltaire có đủ tư cách làm viện sĩ nhưng mà Voltaire không làm. Tôi thích nghe cái câu đó hơn là Voltaire làm viện sĩ trong khi Voltaire không có tư cách của một viện sĩ. Thì ở đây mình thấy rõ ràng, thà là mình có đủ cái tư cách mà mình không được gì hết, nó vẫn hơn là mình được tùm lum mà mình không có đủ tư cách, ngày đêm phập phồng thấp thỏm sợ bị phát giác này. Cho nên bữa tôi nhớ có một câu chuyện đùa nhiều người hiểu lầm nó, tại sao tôi đời quá, nhưng mà nó là chuyện thiệt. Đó là sư, người học trò hỏi sư phụ vậy chứ người tu có tình cảm nam nữ không, thì sư phụ nói có chứ con. Rồi học trò hỏi thế nào là chuyện tình cảm của thầy tu và người đời, thì sư phụ nói người đời sợ tình đổ vỡ còn người tu là sợ tình nó đổ bể. Khi mà mình cho nên tôi rất là tâm cái câu của sư phụ, cái câu của người sư huynh an ủi người sư đệ: nếu mà sư đệ có làm chúng chửi quá phải, mà sư huynh cũng muốn đè nửa đệ ra sư huynh chửi thêm nữa nha. Còn nếu mà đệ không làm thì đệ phải vui, vui là vì mình không có tệ như là người ta chửi. Thì cái dễ dạy đây là gì? Dễ dạy đây có nghĩa là người ta nhắc mình mà người ta nhắc tào lao thì coi như người ta đang ho, ho gà ho đắc kỷ. Còn nếu mà người ta nhắc đúng thì coi như người ta đang chích penicillin cho mình, đau thiệt nhưng mà có lợi. Và ở đây tôi biết tôi nói cái này nhiều người trong room có lẽ trề môi nói đồng tôi đạo đức giả, nhưng mà phải chịu thôi, không thể không nói chỗ này. Trong trí nhớ của một người đã đi hơn 2/3 cuộc đời, tôi thấy tất cả những kỷ niệm buồn đối với tôi nó đều có giá trị hơn là kỷ niệm vui. Tất cả những câu nói khó nghe đều có lợi ích hơn là những câu nói dễ nghe. Những cái người tôi thương, những cái vật mà tôi thích làm khổ tôi nhiều hơn là cái người mà tôi ghét, cái vật mà tôi không ưa. Nó lạ lùng như vậy đó, kính thưa quý vị nha. Mà nó khổ thay, ta chỉ nhận ra những điều đó khi mà mọi sự đã đi vào quá khứ, đã trở thành dĩ vãng, đã trở thành ngày hôm qua. Còn trước mắt thì em nào cũng khoái ngọt hết á nha.
Cho nên cái người muốn có cái khả năng mà dễ dạy là người phải có khả năng nhận thức, nhớ rằng đắng dầu nó trúng trật nó vẫn vô hại, còn ngọt trúng trật cũng đều nguy hiểm. Tôi làm ơn nhớ giùm cái này, nhớ giùm cái này, nhớ giùm cái này rất là quan trọng. Cứ nhớ câu thần chú này: ngọt dầu người ta nói ngọt, mình nói dầu người ta có khen trúng hay khen trật cũng đều là nguy hiểm. Mà người ta mà lời đắng thì dầu nó có trật cứ có trúng nó cũng không có nguy hiểm, tôi hứa với quý vị. Còn cái ngọt đó, dầu trúng dầu trật đều có thể làm hư răng hết, chứ còn đắng thì tôi chưa nghe nói ai bị bệnh mà do đắng hết trơn, cái trừ ra có thuốc rầy là nó đắng là làm người ta chết thôi nha. Mà nghe nói thì cũng chưa uống thuốc rầy lần nào nhưng mà nghe nói nó đắng đấy. Chỉ còn trên đời này chỉ có ngọt mới làm hư răng thôi, còn nó khen cỡ nào đi nữa, nó khen đúng khen trật thì nó đều làm hư răng hết. Và tôi đã nói rồi, tiểu đường có hai loại: tiểu đường tâm lý và tiểu đường sinh lý. Tiểu đường sinh lý thì mình có thể xài metformin hay là insulin, nhưng mà nếu tiểu đường tâm lý đó thì chết cha đó, hết thuốc chữa. À, cho nên là ok, 11 giờ rồi, xin chúc quý vị một ngày vui, ngày mai gặp nữa. Idam mê nhati năng khổ tu sukhita hontu nhat tayo. Idam mê punyang asuva khaya vaham Sa.